chương 421, đi thăm đoàn. Đánh trúc bản, mau tới nhìn, ngày hôm nay thiên đàn thật ồn ả, các lộ sư phó tay nghề diệu, các loại ăn vặt thật không ít. Rao hàng thét âm thanh không ngừng, một tiếng nhi càng sau một tiếng nhi cao. Gạo kê nhi cháo, đậu đỏ nhi cháo, lư đã cổn, dầu chiên bánh ngọt. Bánh nếp trắng, bánh cam, tiêu vòng nhi bánh tiêu đậu sa bánh ngọt. Thịt bò kho tương, đồ lòng dê, gà quay vịt hung tai heo sắc mỏng. Xào súc ruột, bát bảo nhi cháo, dầu mì xào, tới, rủ lửa đốt. Bánh tam giác nhân ngọt, bánh đúc, bánh táo vừng nhi bánh mật. Bánh nướng bánh chiên ngưu lưỡi bánh, nước đậu xanh nhi kéo mì đường lửa đốt. Mì trộn, mì phớ, mì xá xíu bán bánh bông lan. Thịt xào bánh, rau củ thái lựu xào, bánh chẻo bánh bao hấp. Kinh đông bánh thịt là nóng hôi hổi thơm phương phức, Thủ công lắc ra khỏi bạch nguyên tiêu. Bánh quế mỏng giống như trang giấy, kẹo hồ lô dài so với người cao. bỗng ngô, hoa quế nhi đường, táo ngâm rượu nhi mật cung cấp kẹo đường. Nở hoa nhi đậu, tiểu nhân giòn, gạo nếp chén nhỏ đậu phộng đường. Bát bảo dưa muối củ cải khô, hạt thông nhi hạt dưa nhi quả quyết đường. Lạnh thấu trái tim đông lạnh trái hồng, cả đời không quên được mạch nhà quang đông. Còn có kia, vương dồn cùng đậu hủ thúi hun đến ngươi, không có chỗ nhi né qua, không có chỗ nhi giấu. Ai, nó ngửi rút ra, ăn hương, nhìn thấy không ăn ngươi lòng ngứa ngáy, tâm, ngứa, ngứa. Có dễ nghe hay không? Nếu là thường ngày, mọi người có thể sẽ cảm thấy đoạn này nhi vừa hát vừa kể chuyện theo nhịp điệu quá ồn quá náo, nhưng mọi người nếu như thân lâm kỳ cảnh, đang ở pho tượng nghệ thuật cuộc liên hoan hoàn cảnh chính giữa, chính mắt thấy các ăn uống quầy hàng làm ăn chạy trang diện trong lỗ mũi lại ngửi thấy các loại ăn ngon, nóng hầm hập, thơm ngát vị. Ấn đại khái liền sẽ không như thế suy nghĩ. Nhất định sẽ nói có thể nói dịu âm A. Làm không cẩn thận cãi lại trong lưu nước miếng đâu. Năm 1983 ngày 27 tháng 2, ở Tết Nguyên Tiêu ngay trong ngày khoảng 10 giờ rưỡi. Thiên đàn Tây Môn lái tới cả mấy chiếc đèn nhánh đèn nhánh xe hơi. Xe hơi không phải Thượng Hải bài chính là Diêm, xuống các cán bộ người người quần áo trang nghiêm, hồng quang đầy mặt. Đã có lãnh đạo thành phố, cũng có khu lãnh đạo, còn có viên lâm cục, phục vụ cục, cục công an người đi cùng đi theo. Những thứ này lãnh đạo đều là bị bản tin thời sự báo cáo hiệu lực cùng kéo dài lên men dân gian tiếng tốt hấp dẫn tới. Hôm nay cố ý đuổi kịp cuộc liên hoan bế mạc tới trước đi thăm. Đồng thời cũng bày tỏ một cái ủy lạo cùng khích lệ. Vậy mà bọn họ ở công viên thiên đàng cán bộ lãnh đạo Kiều Vạn Lâm cùng Ninh Vệ Dân liên hiệp nghênh đón hạ. Cũng không kịp đi vào trai cung nhà trưng bày đi nhìn pho tượng nghệ thuật phát triển sân nhà. Trước hết ở trai cung phía ngoài khu buôn bán nhìn thấy cái này tưng bừng rộn rã, tự như thanh minh thượng hà đồ vậy trang diện. Đang đánh trúc bản nhi nghệ sĩ nói hát trong. Các vị lãnh đạo chẳng những đối với dân chúng vui vẻ thuận hòa, ăn uống vui sướng tình cảnh bày tỏ khen ngợi đối hiện trường cơ sở công nhân viên nghiêm túc phụ trách trạng thái làm việc khích lệ không dứt. Chủ yếu hơn chính là, bọn họ cũng đều chú ý tới phòng cháy, phòng trộm, vệ sinh, rác rưởi thanh vận cùng đám người sơ đạo phương diện, những chi tiết này cùng các biện pháp chỗ hơn người. Đối với lần này tương đương hài lòng cùng mừng rỡ. Vì vậy tại cửa ra vào dừng lại thời điểm, các vị lãnh đạo trước liền cho thiên đàng vườn phương cùng khu phục vụ cục một tổ chức có phương, làm việc chu toàn đánh giá mà thiên đàng vườn phương cùng phục vụ cục người phụ trách chủ yếu tắt vội vàng đem công lao toàn quy kết tại hạ thuộc cùng cơ sở trên người nhân viên nhất là công viên thiên đàng viên trưởng phải lãnh đạo khích lệ khí sắc thật tốt giống vậy không quên đem chân chính công thần ninh vệ dân mượn cơ hội này đẩy ra hắn đặc biệt hướng chư vị lãnh đạo giới thiệu nói ninh vệ dân chính là pierre cardin công ty đại biểu vừa là lần này cuộc liên hoan người khởi xướng cũng là chủ yếu bỏ vốn người người mặc dù trẻ tuổi lại phi thường có đầu óc chủ ý chính là hắn ra cho nên cuộc liên hoan thành công thuộc công lao của hắn lớn nhất thốt ra lời này đại lãnh đạo liền chủ động đối ninh vệ dân vương tây ra đại biểu phủ thì chính đối pierre cardin công ty vì văn hóa trao đổi làm ra cống hiến để cho tán thưởng cùng khẳng định ninh vệ dân tắt dùng hai tay nắm ở lãnh đạo tây thấp thỏm lo sợ làm một phen khiêm tốn đáp lại hắn bày tỏ cuộc liên hoan thành công chủ yếu vẫn là dựa vào toàn bộ tương quan đơn vị ra sức ủng hộ phối hợp cùng giúp đỡ kết quả nhất là công viên thiên đàng phục vụ cục cùng phân cục các lãnh đạo đối trợ giúp của mình phi thường lớn thông qua lần này hợp tác hắn từ các vị lãnh đạo trên người học tập đến không ít thứ vì vậy hắn phi thường hy vọng pierre cardin công ty có thể cùng thiên đàng vườn phương cùng phục vụ cục ở văn hóa trao đổi phương diện tăng cường thăm dò khám phá ra nhiều hơn hợp tác phương hướng cùng có khả năng. Nói trắng ra, cái này không phải là vi tước gia danh ngôn, hoa kiệu hoa tử người mang người nha. Ninh vệ dân tiểu tử này, trong miệng nói đều là xinh đẹp lời xã giao. Cái gì gọi là lời xã giao? Nói tóm lại, chính là để cho người khác cao hứng vậy. Nếu nói rất đúng lời xã giao, có thể tưởng tượng được chính là ở một cái tràn diện mới nói lời như vậy không nhất định đại biểu nội tâm ý tưởng chân thật, cũng không nhất định phù hợp chân thật. nhưng nói ra về sau, coi như tất cả mọi người đều hiểu ngươi vậy, không nói thật, cũng giống vậy sẽ cảm thấy cao hứng. dĩ nhiên, lúc này mới nơi đó đến chỗ nào a, à, đối ninh vệ dân mà nói, lần đầu tiên cho người khác lưu lại ấn tượng tốt, chẳng qua là cơ bản tố dưỡng. chân chính vì dỗ đám này lãnh đạo vui vẻ, kỳ thực hắn còn chuẩn bị nhiều hơn tiết mục đâu nói thí dụ như, ở đi thăm trai cung thời điểm, hắn sớm an bài người chuẩn bị giấy đỏ cùng bút mực. Yêu cầu chư vị lãnh đạo ban cho chữ, lưu lại mặt bảo. Ngoài ra, hắn còn để cho chuyên gia cầm máy chụp hình, quay chụp lãnh đạo thị sát toàn trình, sau đó lại vì mọi người chụp chung lưu niệm. Còn có, đi thăm sau khi kết thúc. Hắn còn đem các lãnh đạo cũng mời được trai cung phòng cà phê đi nghỉ ngơi. Ở nơi nào thưởng thức một ít ăn vặt cùng nguyên tiêu, lại ấn đầu người đem sớm liền chuẩn bị xong vật kỷ niệm, giao cho các lãnh đạo tùy tùng. Cuối cùng lúc này mới một mực cung kính, ân cần cực kỳ đưa cái này đi thăm đoàn cho đưa đi. Còn đừng xem những thứ này mắc xích ở đường kim, đã thuộc về nát đường cái cử chỉ. Nhưng tại thời này, lại thật sự là cực kỳ chu đáo lại thiếp tâm khoản đại trình tự. Phải biết, ở tin tức này bế tắc niên đại. Cho dù là quan trường, cũng không phải tất cả mọi người đều hiểu được giao tế bí quyết. lúc ấy người có mấy cái hiểu một bộ này nha. nghĩ cũng nghĩ không ra. vì thế làm lãnh đạo cửa rời đi thời điểm đều là nhất tề mặt giãn ra mà cười, gần như ai nhìn ninh vệ dân cũng hòa ái có thêm. không cần nhiều lời, kiều vạn lâm đương nhiên là vô cùng bội phục. ninh vệ dân biểu hiện hiển nhiên gồm có cùng này tuổi tác không hợp thành thuộc cùng lão luyện chẳng những để cho đi thăm các lãnh đạo người người nghe thoải mái để cho công viên thiên đàng cục công an cùng phục vụ cục các lãnh đạo cảm thấy hắn biết làm người thậm chí ngay cả kiều vạn lâm bản thân cũng cảm thấy ninh vệ dân so với hắn còn thích hợp đi sĩ đồ vì sao nhân làm một cái người biết nói chuyện không dễ dàng sẽ làm chuyện thì càng khó nếu như muốn hơn nữa lễ phép chu toàn vậy đơn giản vô địch thiên hạ nghênh nhân ba bước đưa người bảy bước khắp nơi nắm phải tài tình như vậy. Cùng như vậy hiểu chuyện người chung sống, lãnh đạo có thể không cao hứng sao? Nhưng liền cái này, vẫn không phải Ninh Vệ dân toàn bộ ưu thế. Hắn làm người hào phóng đừng nói, trọng yếu nhất là kia phần ăn mặc cùng dáng vẻ, là đã tự nhiên lại cao nhã. Có thể hiện ra hình tượng sức hấp dẫn, phi thường dễ dàng liền có thể thu được tín nhiệm của người khác và hảo cảm. Kiều Vạn Lâm đối với lần này đơn giản có thể nói là ao ước cực kỳ thật hy vọng mình cũng có thể có ninh vệ dân như vậy phong độ cùng nghi biểu đó mới có thể bảo đảm sĩ đồ thuận buồm xuôi gió a à. nhưng như đã nói qua toàn bộ đây hết thảy dù sao chẳng qua là kiều vạn lâm bản thân cho là ít nhiều có chút lý tưởng hóa cùng khoa trương thành phần giống như kiều vạn lâm liền thế nào cũng không nghĩ tới hắn cho là ninh vệ dân nói lời xã giao không ngờ có một ít cũng còn phi thật chỉ là lời xã giao một ít chuyện Ninh vệ dân thật ra là hết sức chăm chú, hơn nữa mới vừa rồi đó chính là mượn cơ hội sẽ ở làm nền. Mà ninh vệ dân tình cảnh, cũng không phải hắn chỗ nhìn thấy, thật thoải mái như vậy khoái ý, ý khí phong phát. Chương 422, Ăn vặt yến Quỷ lão đi thăm đoàn, thời điểm ra đi, thời gian đã sắp xỉ sắp 12 giờ rồi theo lý thuyết hoàn thành nhiệm vụ tiếp đãi những người khác cái này nên trở về mỗi người đơn vị phòng ăn mua cơm ăn cơm nhưng ninh vệ dân cũng không nguyện đến giờ cơm sẽ để cho các hợp tác đơn vị người phụ trách như vậy đói bụng rời đi sở dĩ chủ động lưu lên khách tới các vị lãnh đạo cũng chớ vội đi a à, chọn ngày không bằng đụng ngày hôm nay nếu đuổi kịp tết nguyên tiêu đại gia giữa trưa dứt khoát liền lưu ở ta nơi này nhi ăn bữa ăn vặt đi cũng cho ta biểu đạt một cái cảm tạ thế nào, cái chủ ý này đương nhiên được. những người này mới vừa cùng lãnh đạo thành phố, khu các lãnh đạo thưởng thức một ít ăn vặt cùng nguyên tiêu, muốn ăn đã bị điều động, đang chưa thỏa mãn đâu, ai còn có thể không muốn lưu lại a? À? nhưng vấn đề chính là những người này băn khoăn cũng rất nhiều, giống như có chút cùng ninh vệ dân không quen người liền chủ động khước từ tiểu đồng chí a, à, cảm ơn ngươi mời. nhưng cái này không được tốt a. À? cơ sở đồng chí nhìn ở trong mắt sẽ có thành kiến nhất định là có người nói chúng ta mượn cơ hội ăn uống ngầm ngoàm làm bất chính chi phong a cũng có người băn khoăn là lãnh đạo cái nhìn đúng thế mới vừa rồi chư vị các lãnh đạo cũng là lướt qua liền ngừng lại chúng ta lưu lại tiếp tục ăn cái này tính chuyện gì xảy ra không ổn không ổn chúng ta hay là đi thôi chúng ta ngày khác vậy mà ninh vệ dân nơi đó có thể không có lời gì để nói Hắn tự có đạo lý của hắn. "Đừng a, à, ta nhưng là thành tâm thành ý, ai nha, cái gì ăn uống ngầm ngoàm a?" À? "Thật chưa nói tới. Cái này ăn vặt mới đáng giá mấy đồng tiền a. À? Thật muốn làm bất chính chi phong, vậy ta liền không mời ngài mấy vị ăn ăn vặt, thế nào cũng nhận được lớn tiệm ăn, đốt một bàn trăm nguyên trở lên bữa tiệc, lại đốt mỗi bàn trăm nguyên trở lên rượu." "Mới là chuyện như vậy a. À? Ăn vặt ăn vặt." bản chính là trăm họ cái ăn, cái này có thể cùng ăn uống ngầm ngoàm đánh phải bên sau Ta chính là xin mọi người ăn 10 bữa ăn vặt, kỳ giá tiền cũng đỉnh không lên một bữa bên trên quy cách đan yến. Ngài mấy vị bản thân nói, có phải hay không như vậy cái lý nhi? Dứt khoát ta cũng thẳng thắn đi, kỳ thực đây bất quá là đúng lúc gặp Tết Nguyên Tiêu, ta mới nghĩ đòi cái xảo, mời các vị lãnh đạo cùng dân cùng vui một cái mà thôi. Đơn thuần là mượn hoa hiến Phật chuyện, là nhờ kiều trưởng khoa phúc. Nếu không nếu là qua hôm nay, phục vụ cục thuộc hạ đơn vị những thứ này ăn uống quầy hàng thu. Ta chỉ muốn xin mọi người ăn tiện nghi ăn vặt, vậy cũng là không thể nào. Huống chi ăn ngay nói thật, vì tiếp đãi thị sát lãnh đạo, ta đã sớm chuẩn bị không ít ăn vặt. Loại chuyện này tạm thời hiện cao nhưng không kịp. Mà người ta lãnh đạo nếm thử một chút, ý tứ ý tứ muốn đi, cũng thuộc về bình thường đó là bởi vì các lãnh đạo sự vụ bộn bề ta cũng không thể cứng rắn lưu lại lãnh đạo nhất định phải đem chúng ta chuẩn bị vật cũng thưởng thức một lần a à. cho nên lãnh đạo đi liền xuất hiện những vấn đề mới còn dư lại những thứ này ăn vặt nên làm cái gì bây giờ muốn ta nói a à? không ăn cũng uổng không ăn cũng là lãng phí kỳ thực đại gia lưu lại ăn ngược lại mới là cần kiệm tiết kiệm hành vi cũng coi như giúp ta một đại mang tránh cho công ty tra sổ lúc lại có người tìm ta chuyện ta không cùng đại gia tới hư a à, nếu như các vị thật không muốn ở ta nơi này tạm ta không miễn cưỡng bất quá các vị cũng không thể cứ như vậy tay trắng đi ta mua được ăn vặt xin mọi người cần phải cho ta cái mặt mũi cùng nhau phân mỗi người đều phải mang đi một phần mới được các ngươi khoan hãy nói ta lôi kéo ăn mòn cán bộ ai muốn lại đề cập với ta cái này ta thật là gấp a à. Bởi như vậy, hiện trường người đều cười. Toàn bộ băng khoăn đều bị ninh vệ dân khai giải, đại gia tự hồ thật không thể từ chối. Vì vậy thiên đàn vườn phương một lãnh đạo, đầu tiên liền dẫn đầu cho ninh vệ dân mặt mũi. Ai nha, chúng ta ninh quản lý có thành ý như vậy, đem lời đều nói thấu. Vậy chúng ta mọi người muốn từ chối, coi như quá không nể mặt. Ta nhìn à, chúng ta hay là giúp hắn chuyện này đi, hôm nay liền ăn hắn chuẩn bị những thứ này ăn vặt đi được 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 ta đồng ý kia cứ làm như vậy đúng đúng ta cũng tán thành vậy chúng ta đi trở về cứ như vậy tham dự cuộc liên hoan các hợp tác đơn vị người phụ trách tập thể lại lần nữa trở lại trai cung phòng cà phê nhưng lần này trở về lại không giống nhau bởi vì làm trai cung phòng cà phê các cô nương đem rải rác bàn vuông ghép lại ở chung một chỗ trên giường khăn trải bàn lại đem những thứ kia trước hạn chuẩn bị ăn vặt trang bàn hết thảy bày lên bàn được kêu là một kinh người phong phú a à, đơn giản giống như ăn vặt triển lãm sẽ vậy cái gì bánh đậu vàng lư đã cổn bánh nếp trắng mật ba đao lỗ tai mật hạt dẻ bánh ngọt con cốc ói mật đậu nhân bánh ma tan. cái gì tiêu vòng đầy rối bánh cuồng giòn nổ quay đầu bánh chiên trứng sữa vung tử rách bươm gừng nước sắp xếp xiên đậu xanh viên cái gì đốt thịt dê thịt bò kho tương nổ lỏng thịt chân giò sốt tương, thập cẩm chay, gà chay, thịt lửa đốt, nước trắng đầu dê. Cái gì kim ti cuốn, tơ bạc cuốn, bươm bướm cuốn, mặn giòn lửa đốt, đinh ốc chuyển, vừng bánh nướng, vó ngựa nhi bánh nướng, sợi củ cải bánh. Cái gì phô mai, trái làm, xào quả hồng, ốc chó ván sữa, đậu phộng chấm, hổ phách ốc chó, hạnh nhân đậu hũ, đường thỏi hạt sen. Vậy thì thật là bánh ngọt, nổ ăn, món nguội, đồ ngọt, món chính mọi thứ đều đủ cung đình ăn vặt thanh chân ăn vặt hán dân ăn vặt rực rỡ lóa mắt a à, nhưng cái này cũng chưa tính cái gì đâu bởi vì bạn bên trên vẫn chỉ là lạnh ninh vệ dân dĩ nhiên không thể để cho đại gia liền miệng ấm dạ vật cũng không ăn được vì vậy để cho người dưới tay một bên nấu nguyên tiêu một bên lại đi bên ngoài bưng cái khác nóng hổi đợi đến một nồi nước đậu xanh một nồi cháo bát bửu một nồi nổ đậu hủ canh một nồi nóng nguyên tiêu một mâm lớn kinh đông bánh thịt, một mâm lớn cửa đinh bánh thịt, một mâm lớn bánh bao hấp, một mâm lớn nước vỡ bụng nhân. Cộng thêm hai mâm lớn nướng thịt dê. Hai mâm lớn thịt bò nướng, lại theo thứ tự bưng lên bàn. Được rồi, đây thật là không phải bữa tiệc hơn hẳn bữa tiệc, nhìn nhưng sao chân chính lớn tiệm ăn tiệc rượu khí phái nhiều. Không thể nghi ngờ, nữ nhân khẳng định đối đồ ngọt cảm thấy hứng thú cho nên đẹp hiệp một vị nữ đồng chí dẫn đầu liền bị những thứ kia cung đình đồ ngọt cùng bo bo hấp dẫn đến bàn dài cạnh trong thâm tâm khích lệ xinh đẹp quá tinh xảo thật là làm cho người ta không bỏ được ăn ngược lại nam nhân đối ăn thịt cùng nổ ăn khẳng định càng cảm thấy hứng thú vì vậy một phân cục đồng chí cán bộ đón những thứ kia món nguội cùng nổ ăn cũng đi tới cuối cùng lại bị thịt nướng mùi thơm cám dỗ phải thèm ăn nhỏ dãi thịt này vị thật là hương a à, đây là thịt nướng uyển hay là thịt nướng quý a à? công viên thiên đàng trước hết dẫn đầu cái đó cán bộ tác phụng bồi đảo chắp tay sau lưng viên trưởng cùng nhau vây quanh bàn dài giống như thị xác vậy vòng quanh một tuần hai người không nhìn được cùng nhau phát ra chật chật cảm thán ghê gớm a à, trọn vẹn phải có năm 60 loại đâu sợ là đem toàn bộ ăn vặt cũng chuyển đến đi đúng thế những thứ đồ này cũng chung vào một chỗ kia không thể so với đứng đắn bữa tiệc kém bao nhiêu nha. Quả thật có chút phô trương nha. Nói xong bọn họ liền cùng nhau quay đầu, nửa đùa nửa thật hỏi ninh vệ dân. Tiểu đồng chí này a à, rất có thể tính toán, mưu trí, không ngoan, chúng ta nhìn trúng kế của ngươi. Ngươi bây giờ còn nói không phải ăn uống ngầm ngoàm. Đúng không, ăn vặt liền nói là tiện nghi đi, nhưng ngươi bậy cũng quá là nhiều, ta vẫn là lần đầu tiên. thấy ăn vặt cũng có thể bày ra trận thế như vậy đâu nhưng bọn họ thật không nghĩ đến cho dù dưới tình hình như thế ninh vệ dân lại còn có thể làm được không đỏ mặt ngược lại lấy một bộ lý trực khí tráng thái độ vì bản thân biện hộ ai gia lãnh đạo a à, ngài hai vị đừng có hiểu lầm ta không phải đã sớm nói nha chúng ta hôm nay có thể như vậy ăn ăn vặt kỳ thực liền là đã chiếm chúng ta cuộc liên hoan phương tiện ngài nghĩ a à, kinh thành ăn vặt phân tán ở phố lớn ngõ nhỏ có đầy tiệm có đầy bầy nếu như bình thường ai muốn muốn cùng lúc thưởng thức các loại phong vị ăn vặt kia căn bản là không thể nào thực hiện hy vọng xa vời nhưng chúng ta hôm nay có nhiều thích hợp a à? khó khăn lắm mới có như vậy cái cơ hội vậy chúng ta làm cái này cuộc liên hoan tổ chức người viên mãn xong xuôi hoạt động lần này chẳng lẽ vẫn không thể tận lực ủy lạo một cái bản thân sao từ tình lý bên trên ta cho là phận sự nên làm huống chi phần lớn ăn vặt xác thực cũng là trước kia liền mua xong còn dư lại những thứ này nóng mới là ta sợ các vị đã thương dạ dày lại khiến người ta vừa mua một ít cũng không thể ta mời về khách lại để cho đại gia ăn ngã bệnh a à. về phần lãng phí vấn đề ngài hai vị cứ việc yên tâm vậy nhưng là tuyệt đối sẽ không bởi vì chúng ta hôm nay tới trong đó tay kết hợp sẽ dùng quốc gia phương tây bút phê hình thức phương pháp bất phân cao thấp ngồi một hồi mọi người bằng sở thích dùng công cộng bộ đồ ăn tự rước ăn vặt đặt ở bản thân cái mâm cùng trong chén không đủ tùy thời lại lấy như vậy chứ dù là chúng ta ăn không hết còn lại nhiều hơn nữa cũng sẽ không chà đạp ta còn có thể lúc tan việc cho ta các nhân viên làm việc thêm cái bữa thậm chí là làm cho các nàng chia cắt mang đi đây cũng có cái gì không tốt đây này một bàn này cái ăn nếu là gánh vác ở mấy mươi người trên đầu cũng không phải là quá đáng a à. xác thực như ninh vệ dân nói cái này trung tay kết hợp ăn vặt yến làm là thật tốt a à. bình đẳng lớn nhất ưu việt tính chính là có thể tiết kiệm được rất nhiều rường trà lễ tiết tràng này trong yến hội đám người không cần tiếp tục giống như bình thường như vậy chia trên dưới sắp xếp thứ tự cũng miễn bàn tiệc bên trên các loại lễ phép điều này làm cho trong quan trường phức tạp ăn uống văn hóa nhất thời liền trở nên đơn giản thanh thoát đại gia ngược lại có thể đặc biệt nhẹ nhõm ăn bữa cơm này chuyên tâm thưởng thức các loại ăn vặt mà cùng lúc đó tự mình động thủ cơm no áo ấm dùng cơm hình thức lại thể hiện tự do cùng tùy ý tính nhất là nổi lên vật chất phong phú tính cùng dùng cơm hiệu suất cao cho nên một khi nếm thử những thứ này các hợp tác đơn vị người phụ trách liền rối rít khen hay mỗi người khen ninh vệ dân chủ ý cao minh bất tri bất giác, mới vừa rồi hai vị lãnh đạo ý tứ cũng hoàn toàn thay đổi. Một nói, ta nhìn như vậy, ngược lại rất có lợi, đã phù hợp chúng ta quốc nhân thích liên hoan, thích náo nhiệt thói quen, còn lộ ra văn minh, phong phú, tiết kiệm thời gian. Ngược lại trình độ lớn nhất ngăn cản sạch lãng phí. Ta là thật không nghĩ tới, không ngờ hôm nay có thể một bữa cơm liền nếm được nhiều như vậy ăn vặt. Cái này thật là ta cùng người khác nói chuyện trời đất, thật tốt thổi một chút. Một cái khác cũng nói, không sai, cái này gọi là bút phê đúng không? Không sai, thật không tệ. Bất đồng cần, thậm chí là đối lập cần, cũng có thể vì vậy lấy được thỏa mãn, loại này dùng cơm phương thức thể hiện và hài hòa phong phú. Nhìn như phô trương, thực thì không phải vậy. Ninh vệ dân lập tức cười. Cảm tạ lãnh đạo khích lệ, kỳ thực ta đây bất quá là đơn giản cứng nhắc mà thôi ta còn cảm thấy đối các vị chiêu đãi không chu đáo đâu. Thẳng thắn nói, hôm nay tới du khách thực tại quá nhiều, cho nên như cái gì xíu mại a, à, bồn bánh ngọt a, à, tàu phớ, tàu phớ, lỗ tai mèo, phá lấu dê canh, phá lấu heo bánh vừng. Cái này rất nhiều được hoan nghênh ăn vặt, ta đều không thể lấy được. Thật muốn lên toàn vậy, toàn bộ ăn vặt sợ rằng 200 dạng sắp xỉ. Hơn 200 loại. Nhiều như vậy hai vị lãnh đạo bất giác giật mình, mấy cái chữ này là bọn họ thật không ngờ tới, hết sức vượt quá tưởng tượng. Ninh vệ dân tắc thừa dịp nói. Ngài hai vị nếu là thật cảm thấy loại hình thức này rất tốt. Trong lòng hài lòng, ăn tận hứng lại lợi hơn. Ta ngược lại có hai cái đề nghị. Đầu tiên là chúng ta sang năm lại làm cuộc liên hoan sau, để cho phục vụ cục đồng chí chờ lâu buổi sáng, tháng giêng 16, chúng ta dứt khoát sẽ làm cái ăn vặt yến, thật tốt khoản đãi một cái chúng ta các đơn vị lãnh đạo cùng vì chúng ta cung cấp chống đỡ cơ sở các đồng chí thứ hai đâu cân nhắc đến các nước phát triển phương tây hầu như đều có uống trà chiều thói quen chúng ta phòng cà phê cũng là thứ bảy chủ nhật tiếp đãi khách nước ngoài nhiều nhất ta cho là cứ việc để cho phòng cà phê ở hai ngày này làm cái kinh vị ăn vặt chuyên trường tự phục vụ làm chút ít ăn trong đồ ngọt trưng bày đã tuyên truyền chúng ta bổn thổ văn hóa còn có thể sáng tạo thu nhập kiếm nhiều một chút ngoại hối khoáng nói vậy khách nước ngoài nhất định sẽ thích thốt ra lời này hai vị lãnh đạo càng cảm giác kinh ngạc viên trưởng không khỏi trên dưới quan sát mang theo cảm khái khích lệ lên ninh vệ dân người với người còn chính là không giống nhau ngươi tiểu đồng chí này thật đúng là một nhân tài a à, bình thường một bữa ăn vặt liền có thể để ngươi làm được như vậy sinh động như vậy chu toàn bản cũng không dễ chớ nói chi là ngươi còn có thể học một hiểu mười. nghĩ ra tốt như vậy chủ ý tới. hậu sinh khả quý a, à, ta thật là ao ước lãnh đạo của các ngươi, có ngươi như vậy đắc lực thuộc hạ. một vị khác trêu ghẹo đến, công ty của các ngươi mời đến ngươi coi như là đào được bảo. ngươi cũng quá sẽ cho công ty của các ngươi kiếm tiền. đáng tiếc công ty của các ngươi đã ngộ quá cao, nếu không, chúng ta nhất định phải đem ngươi từ công ty ngoại quốc đào được thiên đàng tới a. À? cho ngươi cái chính chức trưởng khoa làm một chút hai vị lãnh đạo dòng không thiếu có khoa trương cùng đùa dẫn thành phần nhưng vẻ tán thưởng cũng thật là xuất phát từ thật lòng vì vậy ninh vệ dân nhận làm một cái tương đối thích hợp thời cơ đã đến hắn định đem hôm nay nhiệt tình chiêu đãi chân chính dụng ý bạo lộ ra hai vị lãnh đạo kỳ thực ta bây giờ cùng các ngài thuộc hạ cũng không khác nhau nhiều à đúng hay không chúng ta hai bên với nhau hợp tác lại ăn ý bất quá huống chi thực sự cầu thị nói ta không phải vẫn luôn ở các ngài trị hạ nha không có các ngài chống đỡ ta nào có công việc gì thành tích a à? không sai ta là cầm xí nghiệp bên ngoài tiền lương nhưng lòng ta hay là hoa hạ tâm a à, ta chẳng những sẽ đối công ty chúng ta phụ trách ta cũng phải hướng ngài hai vị phụ trách nói trắng ra ta tự nhận là là bị đồng thời lãnh đạo đã có nghĩa vụ cũng có trách nhiệm vì giữ gìn chúng ta hai bên chung nhau lợi ích cố gắng cho nên ý của ta là, giống như cái này bút phê tinh như thần, còn muốn tiếp tục thăm dò một chút chúng ta hợp tác nhiều hơn có thể. Không dối gạt ngài nói, hôm nay ngay trước lãnh đạo thành phố, khuôn mặt của lãnh đạo, ta những lời đó đều là nghiêm túc. Ít nhất trước mắt, ta tính toán cùng công viên chúng ta cùng phục vụ cục cùng nhau thúc đẩy hai chuyện. Một là làm sách thị, tận lực nghĩ biện pháp đem cuộc liên hoan nhân khí lâu dài duy trì. Đây đối với chúng ta công viên vé vào cửa thu nhập nhất định là có xúc tiến hiệu quả. Một cái khác chính là ta nghĩ chúng ta mấy nhà cùng nhau hợp tư làm một tiệm ăn, noi theo Bắc Hải phản phất bữa cơm làm cung đình hàng sang ăn uống. Từ người ngoại quốc trên người kiếm nhiều hơn ngoại hối. Không biết ngài hai vị ý như thế nào đâu? Có hứng thú hay không? Chương 423, tỷ thí với nhau. Ngươi nói ngươi chơi đùa lung tung cái gì sức lực? Ngươi không biết cái gì gọi là thấy tốt thì lấy sao? Không phải để cho mình bận rộn giống như lên dây cóc vậy ngươi mới hài lòng? Mấu chốt là lại đem ta dính vào. Tiểu tử ngươi cũng quá không giãn cứu, thế nào không nói trước thông báo cho ta chút đấy? Cái này phương Tây nhãn hiệu lâu đời nhà tư bản là lợi hại a, à? có thể để ngươi như vậy không muốn sống cho bọn họ làm? Nhưng chạy quá nhanh là muốn té lộn đầu. Ngươi sẽ không sợ ngừa thất vó A. À. Lệch nhiên nằm ở phòng cà phê ghế mây trong kiều vạn lâm. Từng câu tể đoái ninh vệ dân. Lúc này đã là sau buổi cơm trưa, chẳng những ăn vặt cùng ly bàn chén dĩa cũng rút lui đi xuống. Các hợp tác đơn vị các lãnh đạo cũng đều mang tròn xoe cái bụng cùng mỗi người ba cân sinh nguyên tiêu đi. Ngay cả phục vụ viên cũng bị ninh vệ dân đuổi đi nghỉ ngơi chỉ có kiều vạn lâm đơn độc lưu lại làm bạn bè hắn không tránh được muốn cùng ninh vệ dân lại uống một ngụm trà tán gẫu một chút mà đứng mũi chịu sào bọn họ nói chuyện chính là mới vừa rồi ninh vệ dân cùng công viên thiên đàng hai vị lãnh đạo nhắc tới hợp tác hạng mục mới vừa nhắc tới cái này kiều vạn lâm trong lòng thì có khí không vì cái gì khác chủ yếu là cuộc liên hoan quá mệt mỏi tìm mọi cách có thể xoa loạn viên mãn thật lòng không dễ Mặc dù Kiều Vạn Lâm vì vậy lập được công lớn, giữ chắc đem bóp là muốn thăng chức, cũng coi là mệt mỏi có giá trị đi. Nhưng hắn thật không nghĩ tìm thêm mệt mỏi bị, trong lòng liền vương vẫn thật tốt nghĩ hai ngày, hưởng thụ một chút thành quả thắng lợi đâu. Ai nghĩ đến, hôm nay ninh vệ dân vậy mà đến rồi như vậy một tay, lại an bài cho hắn bên trên công việc. Liền mới vừa rồi, ninh vệ dân cùng thiên đàn vườn phương hai vị lãnh đạo cùng nhau đem hắn chào hỏi sẽ làm sách thì cùng hàng sang ăn uống hai chuyện hỏi ý kiến của hắn. Hắn có thể nói gì a? À? Đây chính là bắt chó đi cày, không nên cũng phải ứng. Mà sau đó, hắn dĩ nhiên liền phải cùng Ninh Vệ Dân thật tốt luận luận cái này Lý Nhi. Nhưng hắn thật không nghĩ tới, Ninh Vệ Dân ngược lại hướng hắn kêu ca kể khổ. Ai da, kiều đại ca, chuyện nơi đây, người nơi đó biết qua. Người cho là ta nguyện ý để ngày tốt bất quá ta không phải là bị tức nước vỡ bờ, không cách nào nha. Không cần oán trách, cũng không cần lừa gạt ta, có chuyện gì khó xử ngươi bày ra tới a." À? Kiều Vạn Lâm một chép miệng. Đau thương gậy gộc căn bản không ngừng. "Ta làm sao lại không tin lời này của ngươi đâu? Ngươi nhưng là công ty của các ngươi Đại Hồng Nhân a. À? Liền xe hơi nhỏ đều lái, ai có thể bức ngươi a. À? Đúng, năm trước ngươi không còn nói mình lập tức liền muốn cầm tới toàn bộ độc quyền bán hàng tiệm vận doanh quyền to biến thành bộ phận kế hoạch và kinh doanh thực tế chính chức lãnh đạo sao ngươi trước đây sau thái độ tương phản có phải hay không quá lớn rồi ai da khỏi nói kỳ thực a à, thì không phải là chuyện như vậy ninh vệ dân triển lộ ra một bộ biết vậy đã làm nét mặt thuận tay đem thuốc lá đưa cho kiều vạn lâm đợi đến dùng cái bật lửa thay kiều vạn lâm đốt thuốc lá lúc này mới tiếp tục nói ta bây giờ mới biết là mình là tưởng bở ngươi lời mới vừa nói không sai chạy quá nhanh là muốn té lộn đầu không nói gạt ngươi ta bây giờ liền cảm giác được ta chính là đang đứng ở muốn té ngã nhào trước một khắc ngươi suy nghĩ một chút ta vì làm thành những việc này kia đắc tội bao nhiêu người a à? ta ở chúng ta tổng công ty chỗ kia đã sắp xỉ tính đem mình cô lập Bây giờ không biết bao nhiêu người ngày ngày nhìn ta chầm chầm, nín chọn lỗi của ta, trong mong ta xui xẻo đâu. Ngươi chỉ nhìn ta mở xe hơi. Chỉ nhìn ta nắm đại quyền, được kêu là đổ dầu vào lửa. Tiếp tục như vậy nữa, ta nên quen, biến thành đỏ nắp cu mang lên bạn để cho người hủy đi cánh tay tháo chân. Quá khứ, ta thật cho là chỉ cần ta công lao lớn, đối công ty có chỗ dùng. Chúng ta tổng giám đốc sẽ đứng ở ta nơi này bên, một mực ủng hộ ta che chở ta nhưng bây giờ ta không nghĩ như vậy ta chợt phát hiện ta chính là trọng yếu hơn nữa cũng không cách nào cùng một công ty người so ngươi nhìn trong lịch sử những thứ kia cô thần vương an thạch nhạc vũ mục viên sùng hoáng có ai là có kết quả tốt công lao càng lớn chết càng thảm ta cũng không muốn ngồi chờ chết chờ người khác đau chặt đi xuống ta được từ cứu a Dô rừng kinh ngạc hơn, cũng không nhịn được suy nghĩ sâu xa đứng lên. Ai, để cho ngươi vừa nói như vậy, cái vấn đề này thật là rất nghiêm trọng. Băn khoăn của ngươi, cũng thật là có đạo lý. Ai cho ngươi tiểu tử như vậy có thể làm đâu? Ai cho ngươi đem con đường của người khác cũng cho trận lại đâu? Ai với ngươi so, công tác thành tích cũng ảm đạm vô quan. Người ta không hận ngươi hận ai vậy? Nhưng ta liền buồn bực, chẳng lẽ lúc này, ngươi không nên cục đuôi làm người sao thế nào ngược lại ngươi phải làm nhiều hơn chuyện đâu ta cảm thấy ngươi hiện tại loại này cách làm cùng mục tiêu của ngươi giữa nhưng có điểm tự mâu thuẫn nha ngươi sẽ không sợ kích thích hơn những người khác để cho tình huống gia tốc trở nên ác liệt ninh vệ dân lần nữa thở dài ai tình huống cụ thể phải cụ thể phân tích nha ta suy nghĩ công ty nếu quả thật muốn thu thập ta sẽ chỉ xuất hiện hai trường hợp. Một là ta không có tác dụng, điểu tận cung tàn, thỏ tử cẩu phanh. Hai là ta còn hữu dụng, nhưng không so được mang đến chỗ xấu lớn, với là công ty hai tướng này hại lấy này nhẹ. Cho nên a, à, ta muốn không làm việc vậy, an với hiện trạng, tương đương với thuần túy tìm chết. Làm chuyện, đừng người ghen tị thuộc về ghen ghét, bao nhiêu còn có một chút hy vọng sống. Ngươi đừng quên, là ta để cho cuộc liên hoan cùng pho tượng triển đạt được thành công lớn, còn để cho hoạt động bên trên bản tin thời sự. Công ty nhưng không có lập tức liền giết ta cái này công thần đạo lý. Mà vương vấn để cho ta xui xẻo người, hoặc giả cũng cho là, ta kế tiếp chuyện cần làm không đáng tin cậy, vừa đúng nhờ vào đó chọn lỗi của ta chỗ. Cái này để cho ta có thời gian bước đệm, còn có thể thay đổi đây hết thảy. Kiều Vạn Lâm ở quyền mưu bên trên là có mấy phần thiên phú lập tức lĩnh ngộ. Chẳng trách, ngươi làm chuyện này như vậy vội vàng. Khó trách ngươi nhất định phải đem công viên thiên đàng cùng chúng ta phục vụ cục cũng cột lên ngươi chuyến này tạc thuyền. Ngươi là muốn lợi dụng chúng ta những thứ này bên ngoài lực lượng nâng ngươi, tốt để cho công ty của các ngươi ném chuột sợ vỡ đồ A. À. Một khi thiên đàng bên này nghiệp vụ khai triển đứng lên, công ty của các ngươi nghĩ muốn bắt lấy ngươi, thế nào cũng phải suy nghĩ một chút vì vậy tạo thành tổn thất cùng chúng ta khắp mọi mặt phản ứng, đúng hay không? Dù sao đến lúc đó chúng ta hợp tác hạng mục là được chuyện của người khác. Người cái này nhân vật trọng yếu tương đối quan trọng. Bắt lại ngươi cũng sẽ không thể các ngươi một nhà định đoạt. Ninh vệ dân biểu môi lấy một loại nghi là làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ ánh mắt liếc về kiều vạn lâm một cái. Lời đừng nói khó nghe như vậy a, à, cái gì gọi là lên thuyền giặc a? À. Ta Ninh vệ dân là bạc đại bạn bè người sao? Ta làm chuyện gì? tuyệt đối là lấy có lợi lẫn nhau làm nguyên tắc thậm chí ta dám làm cam đoan ta muốn làm chuyện liền liền công ty chúng ta giống vậy sẽ từ trong thu được ít lợi ta làm người nhưng là có điểm mấu chốt có phẩm đức nghề nghiệp bất kể nói thế nào chúng ta tổng giám đốc tống đại tỷ đối đãi ta không kém nàng chẳng những trọng dụng ta cũng cho ta rất đại quyền lực rất ưu hậu đãi ngộ cho dù ta ngày sau bản thân phát triển dưới mắt cũng phải chân tâm thật ý vì công ty làm mục đích của ta không phải là muốn muốn tự vệ mà thôi uống một hớp trà hắn lại tiếp tục nói kỳ thực ta phi thường rõ ràng trên cái thế giới này vô luận cá nhân leo đến vị trí nào bên trên cuối cùng sẽ có hùng mạnh đến có thể một cước đem ngươi đá văng ra lực lượng nhưng là nếu như ngươi có thể trước đó chiếm lĩnh một khối nhỏ yếu hại lãnh địa cổ lực lượng này ít nhất phải nghe một chút ý kiến của ngươi nếu như ngươi lại có một ít hùng mạnh bạn bè chống đỡ cổ lực lượng này thậm chí còn phải cho phép ngươi nói nói điều kiện ta đương nhiên không thể để cho bản thân biến thành một cái ngay cả điều kiện cũng không thể nói nhân vật cái gọi là vắt chanh bỏ vỏ kỳ thực giết được đều là con lừa ngu ngốc xoa đẩy cùng giết lừa vị trí không phải là không thể được trao đổi mấu chốt hay là nhìn ngươi ai quy có đủ hay không mà ta cho là một người thực tế quyền lực lớn nhỏ không hề chỉ quyết định với hắn tự thân chức vị cao thấp cũng quyết định với hắn sở thuộc mạng lưới quan hệ lạc mặc dù ta không là nhân vật lớn gì nhưng nếu như có thể để cho nhân vật lớn nghe ta vậy thì đồng nghĩa với ta cũng được nhân vật lớn nói cách khác giống ta dạng này vốn là người không có quyền lực như cũ có thể dựa vào mặt mũi dựa vào quan hệ gián tiếp có quyền lực vậy ngươi nói ta tìm các ngươi làm ngoại viện có phải hay không quá bình thường rồi chúng ta với nhau đã có giao tình lại có ăn ý đổi thành ngươi vậy ngươi chẳng lẽ không làm như vậy ngươi muốn phi nói lợi dụng ta không biện giải nhưng ta có thể bảo đảm để cho các ngươi bày ta một thanh các ngươi cũng không thiệt thòi nghiêm túc trầm tư một hồi kiều vạn lâm rốt cuộc làm ra hứa hẹn ta hiểu tình cảnh của ngươi làm bạn bè ta sẽ giúp ngươi đại khái ta đời trước thiếu ngươi đời này liền thế nào cũng phải nghe ngươi sai sử đi bất quá trên mặt hắn sau đó lại thoáng qua vẻ rầu rĩ không khỏi có chút bận tâm hỏi nhưng ta còn phải khuyên ngươi một câu ngươi hay là đừng quá tự tin không sợ ngươi không thích nghe nếu là vạn nhất chuyện này có thay đổi gì ngươi lại nên làm cái gì dù sao biến số quá nhiều đầu tư hạng sang ăn uống cũng không phải là chuyện nhỏ vạn nhất sự tình không có ngươi nghĩ thuận lợi như vậy thiên đàng vườn phương phải đổi quẻ làm sao bây giờ hơn nữa ngươi làm như vậy ta vẫn cảm thấy trị ngọn không trị gốc a ninh vệ dân lúc này bày tỏ cảm ơn nhưng định liệu trước thái độ lại không có chút nào thay đổi cám ơn nhiều kiều đại ca cảm ơn ngươi chịu như vậy đặt vào hoàn cảnh đó vì ta suy nghĩ ngươi cứ yên tâm đi đầu tiên ta còn thực sự không lo lắng chuyện này được không cho dù là thiên đàng vườn phương rút lui ra khỏi, không muốn làm, ta còn có thể tìm người khác tới làm. Vì sao? Bởi vì trên người ta có khoáng có bảo. Đừng quên, Pierre Cardin nhưng là đầu tư bên ngoài xí nghiệp. Là trong đại lục, trước mắt trừ cản thương đầu tư xí nghiệp ra. Duy nhất chân chính thuần túy xí nghiệp bên ngoài. Ở công ty chúng ta trên người, đã có quốc gia cao tầng chú ý ánh mắt. Cũng có chính sách ưu đãi ba năm trước miễn thuế sau ba năm giảm thuế không nói liền liền công ty chúng ta ngồi xe hơi đều là không mang theo thuế cái này được bao nhiêu tiền đây lợi nói không dễ nghe có đơn vị nào đầu óc không muốn làm chiếc xe hơi ngồi một chút a à? tiếp theo ta cũng sẽ không đem trứng gà đều đặt ở một trong giỏ sách thẳng thắn nói tranh thủ ngoại viện vẫn chỉ là ta một nước cờ đồng thời ở công ty chúng ta nội bộ Ta còn định cho vương vấn ta người cũng tìm một chút có chỗ tốt chuyện làm. Người đều nên lời trước. Ngươi nói nếu là người người đều vì chính sự bận rộn, có phải hay không cũng liền không ai lo lắng ta rồi? Cái này kêu là vừa mất một đánh, hai bút cùng vẽ. Huống chi lui mười ngàn bước nói, ngươi tổng sẽ không cho là, ta sẽ ở lại Pierre Cardin làm cả đời a? À. Kỳ thực a, à, ta một chút cũng không có bác sắc ý tứ nếu không cũng sẽ không thống khoái như vậy rời đi quán trọ chúng ta. Hợp tác tụ, không hợp tác phân, không có gì gây gớm. Ta mong muốn, bất quá là cái chuẩn bị trọn vẹn mà thôi. Ta kết quả lý tưởng nhất, chỉ cần có thể ở Pierre Cardin, coi chừng trai cung nghỉ ngơi cái mấy năm. Biết đủ. Ta khẳng định có thể vì chính mình an bài xong đường lui. Kiều Vạn Lâm không khỏi thật lòng khâm phục nói, nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách 10 năm A, vệ dân, ngươi xử lý chuyện này thủ đoạn thật đúng là có chút ý tứ. Ta phải thừa nhận, ngươi hôm nay tình cảnh, ta ngày sau hơn phân nửa cũng sẽ gặp phải. Ta rất may mắn, có thể trước hạn từ trên người của ngươi hấp thu một ít kinh nghiệm. Ninh vệ dân lại hi hi ha ha nói, quá khen quá khen, không dám nhận. Giữa bằng hữu, bản liền nên nói lời thật, tỉ thí với nhau nha. Bất quá nói đến đây cái, ta còn phải nhắc nhở ngươi một câu nếu như hai chuyện này cũng có thể làm thành ngươi lại không thể chiếu cố ta đề nghị ngươi đem sách thì chuyện sau này quăng cho người khác bản thân chuyên tâm giúp ta cao cung đình hạng sang ăn uống đi vì sao ta cũng có thể nói cho ngươi sách thì nếu muốn ra thành tích phải dựa vào lưu lượng khách thủ thắng quy mô làm lớn thời gian chu kỳ dài gánh nguy hiểm lớn huống chi ngươi lại là lần thứ nhất cuộc liên hoan tổ chức người đã chiếm tư lịch có thành tích. Sách thị làm xong là bổn phận, làm không tốt chính là sơ suất. Không bằng đưa cho người khác làm ân tình. Ngược lại cung đình hạng sang ăn uống liền không giống nhau. Đó là nhắm ngay người ngoại quốc túi tiền. Ta vô cùng tin tưởng sáng tạo ra ngẩng cao lợi nhuận. Đó cũng đều là ngoại hối à. a, kia đối với ngươi mà nói, tự nhiên lại là một món có thể vào lãnh đạo pháp nhãn công lao huống chi chính chúng ta ăn uống cũng phương tiện ngươi cứ nói đi sau một tiếng kiều vạn lâm vô cùng hài lòng rời đi phát ra từ nội tâm nói hắn càng ngày càng cảm thấy ninh vệ dân người bạn này đóng phải không sai nhưng vì người bạn này không chỉ là hài hước trượng nghĩa hơn nữa còn là cái có kiến thức người có năng lực vô luận về tư hay là ở công cũng có thể làm cho hắn thu được ích lợi rất nhiều chính là bởi vì có người bạn này Hắn tiền trình mới tự hồ càng ngày càng sáng rỡ. Nhưng ngay tại lúc đó, hắn lại không khỏi thay Ninh vệ dân có chút tiếc hận. Bởi vì hắn thấy, Ninh vệ dân không có đi sĩ đồ, thật sự là một loại cực kỳ lựa chọn sai lầm. Hắn cũng không tin Ninh vệ dân cho mình an bài tốt đường lui có thể tươi đẹp đến mức nào. Ấn tưởng tượng của hắn, đến lúc đó, Ninh vệ dân chẳng qua cũng chính là đổi một cái khác đầu tư bên ngoài xí nghiệp đi công tác mà thôi nơi đó có thể cùng chân chính nắm quyền lực người so sánh cho nên không thể không nói người đều là tính hạn chế rất nhiều lúc mọi người tràn đầy tự tin phán đoán kỳ thực bất quá là tự cho là đúng vô tri mà thôi cùng kiều vạn lâm không sai biệt lắm ví dụ còn có ở hắn sau khi đi hai cái cho ninh vệ dân đưa tới tiền xu đồng thời cũng là báo lại sổ sách trai cung cô nương các nàng giống vậy không hiểu ninh vệ dân tại sao phải thấy các nàng đưa tới tiền xu sẽ cao hứng như vậy khép cửa lại sau hai người vừa đi còn bên buồn bực đâu ai ninh quản lý rốt cuộc thế nào những thứ kia để cho chúng ta chọn lựa tới tiền xu rất đặc biệt sao ta cũng không biết đến a à, ngược lại ninh quản lý để cho dựa theo hắn cho năm chọn chúng ta liền chọn chứ sao thật quái đúng không cũng không nha hai ngày này nhưng mệt chết ta mỗi ngày chúng ta đại gia hỏa cũng phải cùng nhau chọn hai ba giờ tiền xu ngày ngày nhi cũng đều là thu hồi lại cả mấy ngàn đồng tiền tiền xu a à, ai ta bây giờ nhìn một cái đồng xu liền choáng váng đầu ngươi nói những chúng ta đó lựa đi ra tiền xu có thể hay không ngậm bạch kim a à? kéo xuống đi ngươi nói đặc thù tiền xu ngậm bạch kim đó là lời đồn quốc gia sớm cải chính huống chi kia cũng năm nào chuyện rồi hơn nữa chính là ngậm bạch kim lại có thể đáng giá mấy đồng tiền a à? ngươi cũng đừng quên ninh quản lý mỗi tháng kiếm bao nhiêu a à, người ta phải dùng tới phí ý định này sao điều này cũng đúng hết cách rồi chân tướng sự tình chỉ tồn tại ở ninh vệ dân trong lòng thời này là tuyệt đối sẽ không có người biết được kỳ thực câu trả lời nói toạc cũng rất đơn giản đối ninh vệ dân mà nói làm ăn không chỗ nào không có mặt để lọc nhi khắp nơi nhưng nhặt hắn để cho thủ hạ các cô nương chọn lựa tới chính là tiền xu trong ngũ đại thiên vương cùng bốn tiểu long kia không phải là ngày sau hắn tòng sự nghề cũ vốn liếng mà thôi. Cùng Kiều Vạn Lâm suy nghĩ hoàn toàn bất đồng. Những thứ đồ này mới là hắn ninh vệ dân chân chính đường lui. Chương 424, mới biến hóa. Kinh thành xã hội phong mạo, kỳ thực vẫn luôn là ở vô thanh vô tức trong phát sinh thú vị biến hóa nhất là năm 1983 mùa xuân đi qua, có rất nhiều cùng dân sinh có liên quan mới thay đổi, cũng có thể cùng năm 1982 có thể rõ ràng phân chia phân biệt mở. Có thể nói là một năm này có một tiên minh dấu hiệu. Cũng tỷ như nói kinh thành để nhất gia siêu thị ở Hải Điến khu khai trương chuyện. 30 năm sau mọi người khẳng định phi thường rõ ràng, cùng truyền thống cửa hàng bách hóa so sánh, siêu thị điểm khác biệt lớn nhất chính là thương phẩm trưng bày cùng tiêu thụ phương pháp người trước đem thương phẩm đặt ở trên quầy khách hàng chỉ có thể cách pha lê hoặc tủ kính nhìn nếu như nhìn trúng muốn thông qua nhân viên bán hàng đi vật lấy ra quyết định mua sau hướng nhân viên bán hàng trả tiền cái này gọi là đóng chiếc tiêu thụ mà tới đối đầu ứng siêu thị áp dụng chính là tự chọn tiêu thụ phương thức thương phẩm cũng đặt ở kệ hàng bên trên khách hàng có thể ở thương phẩm khu tùy ý đi xuyên tùy tâm lựa chọn coi trọng thứ gì thích hợp trực tiếp đặt ở siêu thị cung cấp trong giỏ sách đến lối ra lại thống nhất tính tiền cho nên chính là vì vậy làm kinh thành xuất hiện để nhất gia siêu thị thời điểm như loại này buôn bán mô thức cửa hàng còn không gọi siêu thị mà gọi là làm tự do thương trường chỉ từ tên là có thể trực tiếp thể hiện ra loại này đặc biệt mua đồ mô thức tới nhưng phi thường đáng tiếc chính là bởi vì mọi người còn thiếu đối loại này buôn bán mô thức thực sự hiểu rõ Ban sơ nhất kinh doanh thủ pháp chính là đơn giản rập theo nước ngoài. Vì vậy nhà này khai sáng kinh thành tiên hà siêu thị chỉ có thể coi là đông thi hiệu tầng, sản vật. Nó thiếu sót rất rõ ràng, đầu tiên diện tích chỉ có 200m vuông lớn như vậy, một lần chen vào 100 cái khách hàng chỉ biết chuyển không ra thân. Kinh doanh nội dung cũng rất có hạn, chỉ ra bán rau củ cùng ăn thịt hai loại thương phẩm. Mấu chốt là giá cả đắt giá không ngờ so với cách đó không xa chợ quý không ít tuyệt đại đa số người kinh thành tò mò đi vào đi một vòng lập tức chỉ biết lè lưỡi chạy đi chân chính người mua gần như cũng là người ngoại quốc nhưng hết lần này tới lần khác ngay cả tiêu tiền người nước ngoài cửa cũng ở đây oán trách bởi vì túi hàng bên trên chỉ có giá cả mà không có thương phẩm danh xưng cùng chất lượng lấy về phần bọn họ thường thường sẽ đem thịt gà làm thành thịt heo mua đi như vậy rất hiển nhiên kinh thành trăm họ khoảng cách chân chính có thể hưởng thụ được mua đồ cuộc sống tự do, còn có một đoạn dài đằng đẵng con đường phải đi. Căn bản là không có cách nào trông cậy vào như vậy cửa hàng tới thay đổi kinh thành trăm họ tiêu phí thói quen. Cùng đệ nhất gia siêu thị bất đồng, một kiện khác càng thêm dụ người chú ý mới nổi sự vật, ở cái này năm bắt đầu thực chất mà ảnh hưởng phần lớn trăm họ sinh hoạt. Đó chính là ở trên phòng ốc phương xuất hiện truyền hình ăn ten bởi vì trăm họ mua về nhà máy truyền hình số lượng càng ngày càng nhiều cũng thì có càng ngày càng nhiều người vì màn hình tivi chất lượng mà phiền não vì vậy ngoài trời ăn ten là được thu xem tivi không thể thiếu phụ trợ thủ đoạn cứ việc từ khoa học góc độ mà nói truyền hình truyền tín hiệu chủ yếu bị mặt đất tình huống cùng khí trời trạng huống ảnh hưởng ngoài trời ăn ten chỉ có thể tạo được tâm lý an ủi tác dụng nhưng các lão bách tính lại không thể tránh khỏi đi tin tưởng một loại bọn họ càng muốn tin tưởng cách nói. Đó chính là mấy truyền hình tín hiệu là có hạn, thu xem tivi càng nhiều người, lẫn nhau bị quấy rầy liền càng nghiêm trọng hơn. Cứ như vậy, mọi người bắt đầu tranh trước sợ sau đem buộc chặt ống đồng hoặc nhầm quảng cây trúc dựng đứng. Lấy hạt đứng trong bầy gà, phương thức cột vào nóc nhà bên trên, chỉ hướng thiên không. Từ nay, một khi đuổi kịp khí trời ác liệt, truyền hình xem hiệu quả không tốt thời điểm liền luôn sẽ có người xung phong nhận việc phòng trên đạp ngói đi tấy máy những thứ này truyền hình ăn ten cố gắng đem truyền hình ăn ten điều chỉnh đến một tương đối tốt góc độ cái này thậm chí thành lúc ấy đáng giá khoe khoang để cho người coi trọng một chút kỹ năng đặc thù vì vậy ở càng ngày càng nhiều mọi người không cam lòng lạc hậu cái sau nối tiếp cái trước bắt trước xuống cuối cùng liền xuất hiện chỉ có ở nơi này đặc biệt niên đại mới phải xuất hiện khác biệt phong cảnh phóng tầm mắt nhìn tới, toàn thành thị nóc nhà bên trên cũng mọc như rừng cao cao gậy, thường xuyên sẽ có chim tước an tĩnh canh gác ở mảnh mà vững chắc ăn ten bên trên. Kiến trúc cùng tự nhiên hài hòa liền thành một khối. Nhà cửa, cây cối, bầu trời, ăn ten bên trên vật còn sống như tô điểm, cùng ánh nắng chiều trong đường chân trời cùng nhau, tạo thành một bộ tuyệt vời hình ảnh. Mà ở toàn bộ mới biến hóa trong, muốn nói cùng ninh vệ dân liên hệ thay đổi lớn nhất kia không thể nghi ngờ hay là tây trang thịnh hành có lẽ là bởi vì bản tin thời sự tiết mục sau hoàng kim khoảng thời gian quảng cáo hiệu quả rõ rệt tây trang lưu hành phong không ngờ sau nguyên bản lịch sử thời gian tiết điểm trước hạn không ít vì vậy như vậy bắt đầu chúng ta quốc gia hoàn toàn kết thúc làm hải dương lục đại dương lịch sử ngay cả quốc gia cao tầng hội nghị trang phục cũng bắt đầu trở nên phong phú kiểu áo tôn trung sơn tây trang quân trang giác két từ nay đều có thể thấy được sẽ không còn có người lại bởi vì mặc âu phục mà bị cài nút theo đuổi giai cấp tư sản lối sống cái mũ nhiều lắm là những tư tưởng kia nhất thời còn khó có thể biến chuyển ngoan cố phái cũng chỉ có thể đối người mặc âu phục nói lên một câu tận làm lập dị mà thôi về phần như vậy sinh ra kinh tế hiệu ứng càng làm cho trong nước toàn bộ trang phục ngành nghề mừng rỡ như điên tay trang nhu cầu cấp tốc tăng lên nếu không tự như dĩ vãng, chỉ giới hạn ở xuất ngoại nhân viên cùng số ít tư tưởng mở ra tinh anh giai tầng. Đầu tiên kinh thành gần như toàn bộ đại chiếu tướng quán, có thể đập ảnh chụp cô dâu, gần như cũng phải mua sắm mấy thân Tây Trang. Không ít kết hôn người mới, từ nay cũng bắt đầu lựa chọn bản thân mua Âu Phục, sung làm kết hôn lễ Phục. Tiếp theo chính là trường đại học cao đẳng giáo sư cùng nghiên cứu sở các chuyên gia. Cùng với giới biểu diễn danh nhân, cùng rất nhiều đơn vị nhân vật số một số hai. Vì thể diện, vì hưởng ứng cao tầng đề sướng, cũng bắt đầu mua Tây Trang. Trong này thậm chí bao gồm có rất nhiều đã từng đối Tây Trang xì mũi khinh thường người. Sau đó thứ hiệu quả này lại từ trên người của bọn họ truyền đến các đơn vị trung tầng lãnh đạo, cơ sở cán bộ. Không cần phải nói, xã hội cần bùng nổ thức tăng vọt, hết sức kích thích sản xuất cùng buôn bán phồn vinh. Tỷ như vương phủ tỉnh Bách Hóa tòa nhà, chỗ tiêu thụ một nhóm tây trang thợ may, vật thường dị thường nhiệt liệt. Quá khứ muốn bán bên trên 3-4 tháng hàng. Gần như hai tuần lễ liền quét sạch. Dệt vải vóc trước quầy khách hàng cũng bắt đầu càng lúc càng nhiều, gần như mới tăng thêm nhu cầu đều là muốn mua vải vóc làm tây trang. Còn có cùng Pierre Cardin hợp tác hồng liên nhà máy may mặt. Cũng bởi vì đơn đặt hàng tăng vọt, đặc biệt cùng bộ trong xin phép ngoại hối, muốn từ Nhật Bản tiến cử một cái tiên tiến Tây trang dây chuyền sản xuất. Điều này dây chuyền sản xuất làm công tinh tế, may nóng ủi toàn bộ thực hiện tự động hóa. Nếu như xây xong, dự tính một năm có thể sản xuất âu phục 300.000 kiện. Hộ cá thể tình huống vẫn tương đối phức tạp. Có người bắt đầu đầu cơ trục lợi từ Quảng Châu làm tới cản thức âu phục cùng kiểu Nhật âu phục. Lẽ ra đâu, thông qua theo sát xã hội điểm nóng kiếm điểm nhanh tiền, thật ra là dễ hiểu nhất định phải khẳng định mấy cái này thể hộ ánh mắt chuẩn, đầu óc linh. Nhưng có người bán là lăng bao âu phục, cái này coi như tương đối tan lương tâm. Bởi vì cái gọi là lăng bao hàng, là đánh ngoại mậu phục danh nghĩa, nhập cản lúc bị máy nén thủy lực áp súc thành một thước vuông lớn nhỏ hàng bao mà được đặt tên. Mỗi bao đại khái có 200 kiện tả hữu hàng, chất lượng cao thấp không đều. Khoản thức tạp nhạp Bình thường mỗi khoản chỉ lần này một món, có mặt trên còn có vết máu. Kỳ thực nói trắng ra, chính là từ nước ngoài vận tới dương rác rưởi thông qua cảng thành chuyển đường tiến vào trong nước. Loại hàng này, có độc, chỉ có trải qua đổi mới sau mới có thể ở trên thị trường bán ra gạt người. Tóm lại, cổ này phong một nổi lên, chính là từ bên trên. Cùng hạ không thể ức chế thế, không ngừng không nghĩ lan ra lớn như nhà máy may mặc, bách hóa tòa nhà, trông đến chế tiệm quần áo, vải vóc tiệm, nhỏ như tiệm may, hồ cá thể, hết thảy vì vậy lợi nhuận tăng vọt, lại rất được này ảnh hưởng. Cho nên ở dưới tình hình như thế, Pierre Cardin độc quyền bán hàng tiệm lợi nhuận tiếp tục kéo lên căn bản không huyền niệm chút nào, càng là tình thế một mảnh thật tốt. Nhưng ngược lại, Ninh Vệ Dân ở tổng công ty bên này, chỗ chọn lựa một hệ liệt hành động, cũng liền lộ ra rất là quỷ dị hắn làm cho cả công ty từ trên xuống dưới, cũng không khỏi trở nên choáng váng đầu óc. Từ Tống Hoa Quế đến trước đài tiếp đại viên, mỗi người cũng không nghĩ ra. Khi ninh vệ dân rốt cuộc cũng làm những gì đâu. Trước nói rõ trên mặt. Mượn hội nghị thường kỳ, ninh vệ dân đang cùng công ty hội báo xong cuộc liên hoan thành quả sau, trước tiên đem sau này sách thị hạng một bầy đi ra. Hơn nữa nói thành là phục vụ cục cùng thiên đàng vườn phương liên hiệp nói lên đề nghị mà mục đích chính là nghĩ lấy một loại bị động bất đắc dĩ tư thế tới làm chính mình thối lui ra độc quyền bán hàng tiệm cạnh tranh cớ ninh vệ dân bày tỏ xét thấy trai cung nhà trưng bày ngày làm việc ít phức tạp mà năng lực chính mình có hạn hắn đã không có biện pháp đồng thời chiếu cố độc quyền bán hàng tiệm công tác vì vậy hắn cũng chỉ nghĩ chuyên tâm làm xong trai cung phương diện công tác lấy ổn định trai cung khó khăn lắm mới tạo dựng lên danh dự sức ảnh hưởng cùng với cùng hợp tác đơn vị tốt đẹp quan hệ làm ưu tiên như vậy độc quyền bán hàng tiệm nghiệp vụ phát triển cũng chỉ có thể dựa vào trâu quản lý tận một phần lực đồng thời hắn cũng nói lên cần nhắc đến công tác cụ thể cần trâu quản lý sau này hiển nhiên so với hắn càng cần hơn xe hơi làm phương tiện giao thông vậy hắn cũng không tốt lại bạch bạch chiếm dụng công ty tài nguyên vì vậy còn đề nghị công ty liền đem chiếc xe này thuộc trâu quản lý sử dụng được rồi liền ninh vệ dân những thứ này đề nghị kia một cái cũng cùng chó con lăn lộn đầy đất lộ cái bụng xin tha hiệu quả sắp xỉ a à. mấu chốt nhất vẫn là không rõ nguyên nhân a à. ai đều không cách nào tin tưởng cũng căn bản không nghĩ ra quá khứ xương cứng từ trước đến giờ đều là cùng đại gia gồng đỡ rốt cuộc ninh vệ dân tại sao phải ở bản thân rất có phần thắng thời điểm thái độ đại biến hướng đối thủ cạnh tranh lấy lòng đây không phải là tự hủy tương lai đơn thuần ăn nhắc sao cho nên lúc đó dự hội hiện trường hoàn toàn cứng lại đại gia vô cùng mắt lớn trừng mắt nhỏ trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào tỏ thái độ thậm chí ngay cả lớn nhất thu được ít lợi người trâu quốc đóng cũng ngơ ngác nói lời trong lòng hắn là thật muốn đáp ứng nhưng lại có chút không dám hắn sợ ninh vệ dân có bảy a cuối cùng hay là tống hoa quế lại tìm ninh vệ dân nói chuyện một lần lời tin chắc ninh vệ dân là thật nghĩ như vậy thuần túy là lấy công ty lợi ích lên đường chuyện này mới tính vì vậy xác định được nhưng kế tiếp không kịp chờ đại gia tỉnh táo lại không đợi tống hoa quế nghĩ kỹ thế nào bồi thường ninh vệ dân phen này lại ở âm thầm tiếp tục ra chiêu lần này là hắn đem trâu quản lý các quản lý những thứ này đã từng mượn qua tiền hắn người cùng nhau hẹn đi ra bên ngoài ăn cơm chủ yếu dụng ý chính là muốn hòa hoãn cùng đại gia quan hệ ninh vệ dân trong bữa tiệc tự xưng quá khứ trẻ tuổi không hiểu chuyện, ích kỷ chút, không có quá quan tâm chức trong sân quy cũ. Kỳ thực nên để ý cái người tốt, ta tốt, mọi người tốt, không thể luôn là bản thân mò thực huệ, để cho người khác bạch bạch mắt thấy. Khó trách tất cả mọi người đối hắn có thành kiến. Cho nên hắn bây giờ muốn đền bù sai lầm của mình. Cùng đại gia thương lượng một chút đối tất cả mọi người đều có chỗ tốt chuyện. Kiện thứ nhất là có liên quan quyền lực ninh vệ dân phân tích một chút công ty trước mắt nghiệp vụ cần cùng ngành nghề ưu thế cho rằng là thời điểm để cho công ty liên hợp quốc nhà ngành tương quan cử hành người mẫu giải đấu lớn hơn nữa khai thác người mẫu kinh tế đại lý nghiệp vụ thời điểm như vậy chẳng những có thể bảo đảm công ty thủy chung tại ngành nghề cao cấp chiếm cứ ưu thế địa vị tương đương với tham dự ngành nghề quy tắc lập ra hơn nữa cái này hai hạng nghiệp vụ khai thác cũng sẽ mang đến nhiều hơn chức vị chẳng những đại gia sắp xếp thân tín, bổ nhiệm tư nhân sẽ rất phương tiện. Nhất là một khi bản thân họ có thể đi vào người mẫu giải đấu lớn tổ ủy hội, cái kia sau ở toàn bộ ngành nghề nói chuyện đều là có phân lượng. Trong tay quyền lực hàm kim lượng tuyệt đối không giống nhau. Còn có truyền thông độ tiếng tâm đâu. Loại này giải đấu lớn đánh đồng thi hoa hậu, tất nhiên vì người đời chỗ chú ý, có thể nổi danh, đồng dạng cũng là một loại nhân sinh tư bản kiện thứ hai tắt là có liên quan tiền tài ninh vệ dân không ngờ đem mình từ tem bên trên lấy chuyện lợi cho công khai hắn cho đại gia thông dụng một cái cơ bản sưu tập tem kiến thức hơn nữa giới thiệu một chút tem đầu cơ trạng huống kết luận cuối cùng chính là một cái có tiền có thể đại gia một khối kiếm đại gia nếu như nguyện ý tham dự vào là do hắn cung cấp đề nghị đại gia bản thân mua tem đầu tư cũng tốt có hoặc là là cho hắn mượn tiền dùng hắn trực tiếp trả cho đại gia lợi tức cũng tốt ngược lại hắn là đem mình kiếm tiền đạo nhi chỉ cho mọi người với là cứ như vậy ninh vệ dân cùng tổng công ty đám này đồng nghiệp quan hệ vẫn thật là không giống nhau đó không phải là hết sức hòa hoãn mà là gần như căn bản tính nghịch chuyển ai ăn rồi bữa cơm này cũng há mồm ngậm miệng coi ninh vệ dân là huynh đệ bởi vì đúng như khang thuật đức nói như vậy giữa đồng nghiệp nơi đó sẽ có sao kẻ thù sống còn a à? chẳng qua chính là mặt mũi và lợi ích chỉ cần hai chuyện này giải quyết làm theo cái gọi là địch ý cũng liền tự nhiên biến mất sự thật đúng là như vậy phải biết ninh vệ dân mặc dù còn từng dùng vay tiền không còn uy hiếp qua các quản lý nhưng trên thực tế trả tiền lại thời điểm hắn tương đương đúng lúc cũng tương đối rộng rãi chẳng những không ít cho phản mà vì thấu chỉnh còn nhiều hơn cho một ít lợi tức cho nên những thứ này các đồng nghiệp mặc dù bởi vì với nhau lập trường đã từng đối lập. Đối hắn vậy còn không dám tin hoàn toàn. Nhưng ít ra đều cho rằng hắn là một nói lời giữ lời, không hề keo kiệt người. Hơn nữa cuối cùng, những người này liền không có một có thể chống đỡ quyền lực cùng tiền tài, danh vọng cám dỗ. Không không thành thành thật thật dựa theo ninh vệ dân gậy chỉ huy chuyển hướng. Rất nhanh, bọn họ liền đạt thành nhận thức chung, cũng lần tiếp theo hội nghị thường kỳ bên trên, gần như nhất trí tính đối công ty nói lên đề nghị khiến cho tống hoa quế ở cực kỳ kinh ngạc dưới tình huống không thể không đồng ý đem người mẫu giải đấu lớn chuẩn bị một chuyện đưa lên nhật trình vậy mà càng làm cho tống hoa quế kinh ngạc chuyện còn ở phía sau khi nàng nói lên muốn cho ninh vệ dân cũng tham dự người mẫu giải đấu lớn xây dựng một chuyện thời điểm ninh vệ dân không ngờ lần nữa cự tuyệt hắn lúc này vừa đúng đem cung đình ăn uống một chuyện bậy đi ra nói thiên đàng vườn phương cùng phục vụ cục lại có mới hợp tác yêu cầu. Bày tỏ bản thân bây giờ không có biện pháp lại cố kỵ trai cung trở ra chuyện. Cho nên tất cả đều vui vẻ sau lưng, kỳ thực chỉ có tống hoa quế cùng kiến quốc môn độc quyền bán hàng tiệm đẹp thuần dương mỹ tử là mất mát cùng bất an. Tống hoa quế là không hiểu. Ninh vệ dân thái độ làm việc chợt chuyển hướng tiêu cực nguyên nhân. Hơn nữa mơ hồ cảm thấy bọn họ với nhau khoảng cách giống như kéo xa. Về phần kia bốn cái kim bài tiêu thụ cô nương, từ tổng công ty nghe được tương quan truyền ngôn về sau, tắt không khỏi lo lắng lên các nàng kiếm nhiều tiền ngày tốt sợ rằng sắp chấm dứt. Đồng thời cũng sợ ninh vệ dân hoàn toàn đem các nàng chuyển cho châu quốc đóng quản lý, tiền cảnh hoàn toàn ảm đạm. Nhưng như vậy tỳ vết chung quy là không có biện pháp chuyện. Ninh vệ dân cũng muốn tận lực để cho người người vừa ý, nhưng có một số việc chính là không có cách nào chu toàn. Đối với hắn mà nói, dùng khai cương khoách thổ biện pháp đem toàn bộ công ty cũng điều động để cho người khác không rảnh lại suy nghĩ hắn hắn có thể an tâm làm công việc mình mới là nòng cốt lợi ích chỗ làm người không vì mình thiên tru địa diệt a à. cái này dễ hiểu hắn còn không có trượng nghĩa đến vì người khác có thể đem bản thân cái đặt ở trên tấm thớt để cho người tùy tiện băm mức Chương 425, Playboy Chủ động bỏ rơi độc quyền bán hàng tiệm như vậy một khối thịt lớn, nên vệ dân tâm dĩ nhiên sẽ đau. Hắn cũng không phải là cái loại đó có thể im hơi lặng tiếng kẻ khiếp nhược. Chớ nhìn hắn ngoài mặt luôn là hòa hợp êm thấm. Đó là bởi vì hắn ở khang thuật đức điều giáo hạ, hiểu được hòa khí sinh tại đạo lý, tin tưởng như vậy đối với mình càng có lợi hơn. Về bản chất, hắn trưởng thành trải qua, đã sớm đem hắn tạo nên thành một chỉ chịu dựa theo tâm ý của mình làm việc người nói trắng ra hắn chính là không muốn bị người thao tác không vâng mệnh vận định đoạt sau ót có phản cốt sống ngụy duyên cho nên khi ngại vì tình thế cần không thể không bất đắc dĩ lựa chọn nhượng bộ chịu tổn thất thời điểm âm thầm hắn cũng không thành thật như vậy không tránh được sẽ phải muốn chút biện pháp khác vì bản thân mò trở về chút tổn thất thế nào mò trở về tổn thất a à? hi đơn giản lấy chức vụ của hắn lấy năng lực của hắn nếu muốn lặng lẽ không có tiếng làm chút lấy quyền mưu tư tổn hại công mập tư truyền chẳng lẽ sẽ rất khó khăn sao không nói khác hắn dùng pierre cardin trang phục khoản thức đi sản xuất trang phục mưu lời liền lại phương tiện bất quá phải biết thời này a à, trong nước buôn bán cùng sản xuất hoàn cảnh là có điểm đặc sắc ở lâu dài kinh tế có kế hoạch chế độ công hữu chủ đạo hạ vô luận các ngành các nghề xưởng lớn xưởng nhỏ cửa hàng lớn cửa hàng nhỏ hình thái ý thức gần như đều là giống nhau như đúc đại gia chỉ biết là thiên hạ vì công ở quyền sở hữu trí tuệ ý thức phương diện nhưng lạc hậu quá nhiều chẳng những không có bảo vệ ý thức của mình cũng không có không chép tập người khác giác ngộ thậm chí ngay cả truy cứu tương ứng trách nhiệm luật pháp điều văn cũng không có công chúng đối giả mạo hàng giả sản phẩm nhận biết chỉ dừng lại đang bốc lên dùng thương hiệu cùng lấy kém đổi tốt trình độ thứ này cũng ngang với nói là chỉ cần thương phẩm chất lượng không xảy ra vấn đề lớn sản xuất nhà máy không có bốc lên dùng nhà khác thương hiệu đó chính là đem sản phẩm hoàn toàn sao chép cùng chính tông sản phẩm sản xuất phải giống nhau như đúc cũng không ai đi quản cho nên ninh vệ dân hoàn toàn không cần lo lắng lại bởi vì sơn trại pierre cardin công ty trang phục nhận gánh cái gì luật pháp nguy hiểm hắn chỉ cần để cho may vá xã đem trang phục sản xuất ra sau đó đổi tay phê phát bán đi liền có thể dễ dàng hoạch lợi đừng quên trang phục bản hình đối với hắn mà nói căn bản là có sẵn may vá xã nhưng là pierre cardin nhà cung cấp hàng ông đồm vì đó sản xuất tán đơn trang phục nghiệp vụ ninh vệ dân hoặc là trực tiếp sử dụng những thứ này bản hình hoặc là từ công ty lấy thêm tới ngoài ra cái rập giấy tới đều được kể lại pierre cardin cái rập giấy kia thật đúng là phương tiện vô cùng. Cùng nhân thể tỷ lệ là một sau một, chia làm bất đồng kích thước cùng quy cách. Tiện cắt xén, còn có thể nhiều lần sử dụng, thậm chí có thể dùng kim băng mặt xong mặt thử. Nói trắng ra, từ may vá xạ sản xuất ra trang phục. Căn bản chính là PE cắt đinh quan phương bản lậu A, trừ chất liệu vải, nên vệ dân sẽ đổi một loại càng tiện nghi, khẳng định cùng nguyên bản có chỗ bất đồng ra. Cái khác làm công phương diện, cũng sẽ không cùng chính phẩm có bất kỳ chênh lệch. Ngoài ra, ở nghênh hợp thị trường phương diện, đang phán đoán nào đó trang phục thị trường tiềm lực bên trên, Ninh Vệ Dân cũng xa so với bất kỳ người nào khác còn có ưu thế. Bởi vì lấy hắn cùng đối thị trường tình huống hiểu, đối lịch sử đi về phía nắm chặt. Không nghi ngờ chút nào, hắn nhất định có thể chính xác lựa chọn ra phù hợp nhất kinh thành nhu cầu thị trường trang phục tới. Quá khứ không làm như vậy, chẳng qua là hắn cảm thấy đạo đức trên có thiếu sót mà thôi. Nhưng bây giờ cũng không đồng dạng, hắn không còn đối công ty cuối cùng an bại như thế nào bản thân, ông có bất kỳ lý tưởng hóa hy vọng. Cũng sẽ không có chướng ngại tâm lý. Dù là đối mặt tống hoa quế, hắn cũng không cho là mình lỗi, ngược lại hoàn toàn buông tay buông chân. Mà trên thực tế loại này thực huệ còn tương đương mê người, đám đầu tiên hàng sẽ để cho ninh vệ dân kỳ khai đắc thắng. Cuối tháng 2, đầu tháng 3 hai tuần lễ, hắn tiến một nhóm tiện nghi quốc sản vải vóc, để cho may vá xả sản xuất hai loại màu sắc. Tổng cộng hơn 240 điều Âu bản Tây Trang Nam Quần. So với sử dụng nhập khẩu chất liệu vải chính phẩm, nhóm này hàng nhái chi phí một cái hạ thấp một nửa, chỉ 16 khối một cái. Nhưng trang phục khoản thức nhạo bột mì chất liệu, cũng xa so với trong cửa hàng tiêu thụ bình thường hàng nội muốn khá hơn một chút. Vì vậy cuối cùng, ninh vệ dân căn bản liền không có nhóm cho cái khác hộ cá thể cửa, hết thảy phát cho la quản lượng người. Ở phố Tú Thủy lấy kéo ngọn hàng danh nghĩa, ấn 48 nguyên ngoại hối khoáng một cái giá tiền ra tay, phi thường thuận lợi bán hết cho những người ngoại quốc kia. Vô luận là may vá xã, ninh vệ dân hay là la quản lượng người, cũng từ trong kiếm được cực kỳ lợi nhuận hậu hĩnh. Cứ như vậy, ninh vệ dân liền không nhịn được cùng lý chủ nhiệm cùng bác gái biên chính thức thương nghị lên khuếch trương đại sinh sản quy mô tiến cử sản xuất thiết bị chuyện hắn thật đúng là định lúc này chính thức mở luyện muốn chế tạo thuộc về mình trang phục không vì cái gì khác a à, chủ yếu là làm cái này hắn ưu thế quá nhiều quá có tiện lợi điều kiện bây giờ không dùng cho tốt kia quá hạn coi như không còn giá trị rồi nói thật dưới mắt trang phục thị trường là cực kỳ bạo lợi thị trường bất kỳ ngành nghề cũng không có trang phục nghiệp ở lập tức tạo giàu năng lực mạnh, đây chính là xu thế tất yếu. Muốn không tại sao, trong nước nhóm đầu tiên có tiền hộ cá thể, gần như đều dựa vào luyện trang phục bậy nhi tạo ra được tới đây này. Thậm chí ninh vệ dân cũng nghĩ xong một có thể ăn và quốc tế danh thiếp xí nghiệp, tiện gạt gẫm trong nước đồng bào bản hiệu, Playboy. Phải biết, ở đời trước, ninh vệ dân bản thân liền không ít hơn loại này giả hàng Tây hợp lý. Cái gì Playboy, Montagut, nước Pháp cá sấu, nước Mỹ lạc đà, các loại lão nhân đầu, các loại Valentino. Những trang phục này phẩm bài bán đều là quốc tế đại bài giá cao. Nhưng chất lượng so với quán ven đường bên trên ba không thương phẩm không mạnh hơn bao nhiêu, thực tại bảy người gài bảy nhà. Thẳng đến về sau, Ninh Vệ Dân mới từ từ làm rõ ràng, những thứ này bản hiệu kỳ thực căn bản không phải cái gì quốc tế đại bài. Gần như đều là bổn thổ hóa sơn trại đồ chơi, không ít căn bản chính là bịa đặt đi ra, đạt được thụ quyền gián bài nhà máy cũng rất ít. Nhưng vấn đề là lại cứ quốc nhân còn liền ăn bộ này. Giống như càng là loại này bổn thổ chế tạo, tên dễ nhớ dương bài hàng, lại càng dễ dàng nhận người đi mua. Chỉ cần thương gia chịu đánh cái hung ác gãy. Bảo đảm có sẽ một đại ban choáng ván đầu óc người, cho là tiện nghi ở trước mắt, đồ nước móc tiền. Cho nên ninh vệ dân vì càng hiệu suất cao hơn đem trang phục của mình bán đi, bán cái giá tiền cao dưới mắt cũng quyết định muốn làm như vậy hắn tin tưởng chỉ cần là nam nhân trưởng thành dù là là lần đầu tiên nghe nói cũng sẽ đối playboy cái này nhãn hiệu qua tai không quên nhưng vì cái từ này mới giàu có trí tưởng tượng rất dễ dàng để cho người sinh ra một hệ liệt phát tán suy nghĩ nếu như đối nước ngoài có hiểu một chút người càng tốt hơn vậy chính hắn chỉ biết không tự chủ liên tưởng đến nổi tiếng xa gần playboy trong tạp chí đi bất quá ninh vệ dân cùng cái khác núi dựa trại phát tài người, còn có cái rất mấu chốt phân biệt. Đó chính là hắn làm việc càng ổn thỏa, còn có thấy xa, dấu vết càng sạch sẽ, càng không dễ dàng để cho người bắt được cách khác luật bên trên chân đau. Hắn cũng sẽ không trực tiếp đồ tiện lợi, trực tiếp đi sử dụng Playboy thương hiệu. Mà là vì luật pháp bên trên tuyệt đối an toàn, quyết định phải đi đăng ký một chính thức thương hiệu, chỉ làm được như đúng mà là sai mức. Tỷ Như dùng ok dùng tay ra hiệu thay thế con thỏ nhỏ hình cái đầu. Tỷ Như dùng party boy thay thế playboy. Ngược lại trong nước còn rất bế tắc. Đối quốc tế phẩm bài phân biệt năng lực không mạnh, như vậy đã không giống nhau, lại dễ dàng hỗn hào, đã đầy đủ dùng. Sợ rằng ngày sau chính là nghĩ Hepner bản thân tự mình đến cộng hòa nước cáo hắn cũng vô dụng. Hơn nữa cũng không loại bỏ một loại khả năng. Hắn playboy ở ngày sau đối với quốc nhân mà nói, ngược lại có thể so với chính bài nhi Playboy còn phải trứ danh đâu. Loại chuyện này nhưng không phải là không có qua. Oreo Bích Quy không phải là sơn trại hóa, dựa vào chép lại lấn ác chính phẩm Hydro Rốc Bích Quy sao? Như vậy có lẽ, đến lúc đó hắn chỉ biết đưa cái này bản hiệu. Lấy giá cao bán trao tay cho chân chính Playboy tập đoàn. Làm ăn nha, luôn là nắm giữ vô hạn có khả năng một bước vượt mức quy định, có lẽ chỉ biết là một món của cải khổng lồ. Cứ như vậy, lắc mình một cái, Ninh Vệ Dân lại tức sẽ thành ăn và quốc tế đại bài người thứ nhất. Hơn nữa có ý tứ chính là, liền đang quyết định làm như vậy thời điểm, ngay cả đạo đức bên trên, Ninh Vệ Dân cũng tìm được quân đồng minh, cùng chống đỡ hắn loại hành vi này chính đáng tính lý luận căn cứ. Thì ra kinh thành trường đại học cao đẳng tự cải cách mở ra tới nay, một mực chịu đủ phương Tây triết học ảnh hưởng dưới mắt không ngờ bắt đầu làm ầm ĩ bên trên tồn tại chủ nghĩa không ít tương lai xã hội đóng lương bắt đầu công khai bày tỏ chán ghét chủ nghĩa tập thể bọn họ càng muốn tin tưởng thế giới phương tây dân chủ tin tưởng lấy người làm trung tâm trọn vẹn tôn trọng người cá tính cùng tự do khẩu hiệu vì thế bọn họ lực mạnh tuyên dương người là ở không có ý nghĩa trong vũ trụ sinh hoạt người tồn tại bản thân cũng không có ý nghĩa bày tỏ người sống duy nhất có giá trị mục đích chính là thực hiện tự mình tạo nên tự mình thành tựu người nhất định phải sống được đặc sắc mới có thể ủng có ý nghĩa nói trắng ra đây chính là làm người không vì mình thiên tru địa diệt ích kỷ lý luận bất quá theo ninh vệ dân những thứ này trình độ học vấn cao người ở lập đền thờ bên trên nhưng là tương đương có trình độ giống như bọn họ lại có thể đem tích kỷ hai chữ dùng hoa hòe hoa sói danh từ rêu rao phải như vậy cao quý mà cái đó ngôi sao lớn lưu hiểu cầm chính là chênh lệch ở văn hóa chưa đủ bên trên ngu thực tại ngu thực tại nàng năm nay thành ngôi sao ra tự truyện người thứ nhất quyển này chính là cái cây cao gió cả chuyện mà ở nàng kia vốn tên là đường của ta trong sách nàng chẳng những giảng thuật kinh nghiệm của mình cùng với ở giới điện ảnh phấn đấu lịch trình giảng thuật bản thân cá nhân giá trị cá nhân mục tiêu thậm chí công khai biểu đạt cá nhân danh lợi dục vọng không cần phải nói, ở một trêu rau người người làm đinh ốc thời đại, cái này không thể nghi ngờ thọc cái lớn tổ vào vẻ. Cho nên nói lời thật lòng lưu hiểu cầm lập tức liền thảm, lập tức là được bị rộng lớn quần chúng phê phán mặt trái điển hình. Tình cảnh của nàng phải đặt ở 30 năm sau, đó chính là hình tượng sụp đổ, gặp gỡ toàn dân lưới bạo. Chương 426 rượu thuốc lá mua lại. Cùng hết sức nghĩ ra vẻ đáng thương ninh vệ dân không giống nhau, sau Tết trương sĩ tuệ nhưng là ý khí phong phát, hào tình vạn trượng. Không vì cái gì khác, trừ hắn ra thật hoa 2.600 mua một chiếc Gia lăng CG70. Dùng xe gắn máy thay thế xe hơi biện pháp, hưởng thụ cơ động xe nhanh như điện chấp tốc độ ra. Cũng là bởi vì tuệ dân rượu thuốc lá tiệm có đàm đại tỷ cho nhìn, hắn rốt cuộc có thể rảnh tay, đang một mực đình trệ rượu thuốc lá mua lại nghiệp vụ bên trên phát lực. Không nghi ngờ chút nào, đối bất kỳ ngành nghề mà nói, hữu hiệu nhất phổ biến nghiệp vụ biện pháp chính là đánh quảng cáo. Nhưng cũng tiếc chính là, rượu thuốc lá mua lại làm ăn lại thuộc về màu xám cho phạm trù. Thật muốn so thực sự, ấn có liên quan rượu thuốc lá chuyên bán quy định tương quan. Rượu thuốc lá mua lại hoàn toàn là thuộc về trốn tránh thuế thu, tổn hại ít lợi quốc gia siêu phạm vi kinh doanh nếu để cho đường nghiệp rượu thuốc lá công ty cùng công thương thuế vụ ngành biết loại chuyện này làm không cẩn thận liền phải chịu phạt thậm chí là ngừng buôn bán chỉnh đốn a chỗ lấy tuyệt không quan minh chính đại ở qua báo chí đăng quảng cáo có thể đừng nói bất kỳ một nhà tờ báo quảng cáo ngành khảo hạch không thông suốt qua liền là có thể thông qua rộng mà báo cho mang đến tác dụng phụ sợ cũng là để cho người không chịu nổi như vậy nên làm cái gì bây giờ cũng may ninh vệ dân danh thiếp vì trương sĩ tuệ cung cấp dẫn dắt. Tiểu tử này chợt nảy ra ý, vậy mà vô sự tự thông nắm giữ thả xuống miếng quảng cáo kỹ xảo. Đầu tiên trương sĩ tuệ sẽ dùng ninh vệ dân danh thiếp làm bản mẫu, đi tìm phụ cận một nhà trường học làm xưởng in ấn, nói lên ấn chế 2.000 tấm như danh thiếp vậy thể nhỏ. Hắn yêu cầu nội dung rất đơn giản. Trừ thành ý cầu mua hàng sang rượu thuốc lá, hoan nghênh gửi điện thoại hoặc tới cửa tư vấn lời quảng cáo ra chính là tuệ dân rượu thuốc lá tiệm địa chỉ cùng số điện thoại nhưng để cho hắn ngoài ý muốn chính là người ta mặc dù chỉ là cái trường học làm xưởng nhỏ nhưng chuyện như vậy quản được còn rất nghiêm khắc đâu không có đơn vị người chứng minh nhà cũng không ấn kết quả hắn còn không phải không nhiều chạy một chuyến chân cho đến thuốc lá khách sạn giấy phép lấy tới để cho nhà này xưởng nhỏ xem qua người ta mới chịu tiếp việc lại sau bắt được thẻ nhưng chỉ là hướng nơi đó phát điểm này trương sĩ tuệ cũng rất là sáng suốt hắn biết được làm có tính nhắm vào bia hướng thả xuống mới là phương thức cao nhất vì vậy liền cưỡi mới vừa mua mô tô đi phụ cận các cơ quan bộ ủy khu túc xá đại viện từng sàn từng tầng một quét lầu đạo lý rất đơn giản bởi vì chỉ có những thứ này đặc thù quần thể thu lễ cơ hội mới nhiều trong nhà mới có tiêu hao không được rượu thuốc lá nha. Đừng nói, loại thẻ này thật vẫn thật phương tiện, vô luận là cửa ngọn nguồn hay là khe cửa, nhét vào liền phải, phương tiện vô cùng. Hơn nữa hiệu quả tiếng vang cũng là thật tốt. Chỉ ba ngày, liền có sinh ý chủ động tìm tới cửa. Từ nay, Huệ dân rượu thuốc lá tiệm phía sau phòng tiếp tân. Rút cuộc xếp lên trên công dụng. Hơn nữa sau đó, Rượu thuốc lá thu về nghiệp vụ lượng vẫn luôn ở trục Nhật gia tăng. Đã có người ấn thể địa chỉ mang theo rượu thuốc lá trực tiếp tới cửa tới, cũng có điện tới hỏi thăm tình huống, còn có hy vọng rượu thuốc lá tiệm có thể phái người chủ động tới cửa ngay mặt thương lượng. Không cần phải nói a, à, ở loại này thế đầu hạ, cụ thể thu hoạch, đương nhiên là phi thường đáng mừng. Ngắn mũi một tuần tả hữu, rượu thuốc lá tiệm thu đi lên hơn 60 điều hàng sang thuốc lá, cùng hơn 80 bình rượu ngon rượu ngon tổng giá trị 1.000 năm tả hữu. Nhất là rượu loại, trong đó còn có hai bình năm 1966 trước sản xuất, Lão Phi Thiên, Mao Đài, cùng hai bình năm 1972 tương đặc, đặc biệt cần Mao Đài. Chỉ bằng cái này, Trương Sĩ Tuệ liền không nhịn được muốn đưa cánh tay cuồng hô ngư bức rác. Phải biết, giúp đỡ đường nghiệp rượu thuốc lá công ty tiêu thụ ra đi giá trị 10.000 giá rẻ rượu thuốc lá mới có thể đổi lại đại khái 2.500 tả hữu hàng cao cấp. Vậy mà trương sĩ tuệ chính là mưu đủ sức lực xuất hàng, mỗi tháng hắn lượng tiêu thụ cũng tuyệt đối không vượt qua 30.000 đi. Tương đương với nói đây chính là hắn ban đầu nghiệp vụ trần nhà. Nếu như thông qua tiêu hàng, có thể đổi về giá trị 5, 6.000 hàng sang rượu thuốc lá liền gây gớm. Nhưng một tuần này đâu, dựa vào mua lại thu vào tay những hàng này thì tương đương với hắn trực tiếp đem nhập hàng lượng tăng lên gấp đôi a, mặc dù những hàng này chủng loại có chút trải rác đi giá cả cũng đều nên quan phương giá bán lẻ làm trụ cột 8 bớt 10% giá tiền mua, kỳ thực cùng trực tiếp nhập hàng sắp xỉ. Nhưng mấu chốt chính là loại này thu về nghiệp vụ nhẹ nhõm, cao hiệu, tiềm lực lớn. Vô luận từ góc độ nào nhìn, cũng là một loại chất biến chuyển. Xa xa ưu việt tại quá khứ dựa vào tiêu hàng cầm định mức ngốc phương pháp. Đừng quên, mua lại rượu thuốc lá lúc này mới vừa mới bắt đầu a. À ngày sau tình huống kia xác định không thể nghi ngờ sau bây giờ càng tốt hơn như thế nào đi nữa đem lợi nhuận gấp bội gần như là trong lòng bàn tay chuyện có lẽ còn có thể gấp hai gấp ba đâu chuyện này quá có lợi kia trương sĩ tuệ còn có thể không đẹp sao dĩ nhiên mặt khác cũng là chân chính đem mua lại nghiệp vụ khai triển đi lên bây giờ trương sĩ tuệ mới tín hiểu ninh vệ dân ban đầu rất nhiều bố trí dụng ý thực sự liền nói cách khác cửa hàng rượu thuốc lá này địa chỉ đi quá khứ trương sĩ tuệ luôn cảm thấy không phải rất lý tưởng ninh vệ dân lựa chọn có chút liền cung con đường này không có người nào à mặc cho thế nào suy nghĩ hắn cũng cảm thấy không giống cái mở cửa mặt làm ăn địa phương trên thực tế mới vừa khai trương thời điểm cũng thật chính là cư dân phụ cận tới xem một chút không làm được mấy người đi đường làm ăn nhưng bây giờ liền không giống nhau bởi vì trương sĩ tuệ chẳng những phát hiện con đường này ít thấy đối rượu thuốc lá phê phát nghiệp vụ có nhiều chỗ tốt. Mỗi ngày thị trường tự do vừa thu lại, nhóm kia phải dẫn hàng về nhà nông dân cứ việc tùy ý tụ chồng chất tại cửa tiệm trước. Phân hàng, cầm hàng, lấy hàng, sẽ không ảnh hưởng đến người khác. Trọng yếu nhất hay là cái này hoàn hóa môn đường cái vị trí, vừa đúng đang ở đông 4, tây 4, lầu canh, bắc mới cầu cùng đức thắng môn đang ở giữa a những thứ này khu vực nhưng tất cả đều là bộ ủy đại viện chẳng khác gì là bị các cơ quan đơn vị cùng bọn họ nhà tập thể bao quanh cái này ý vị nguồn cung cấp đầy đủ cùng giao thông tiện lợi vô luận là khách hàng tới vẫn là hắn tới cửa cũng không cũng phương tiện nha ngoài ra loại chuyện này ngược lại cần chính là bí ẩn tính những thứ kia tới đưa rượu thuốc lá làm giao dịch người trong trừ cổng trong nhà ra bán cha mẹ vật nhóc choai choai, người người đều hiểu được kín tiếng không trương dương. Vì vậy khuyết điểm biến thành ưu thế. Riêng về rượu thuốc lá mua lại nghiệp vụ mà nói, kỳ thực không có so nơi này thích hợp hơn. Lại nói thí dụ như, ban đầu đem hậu viện này phương Bắc trùng tu phải như vậy thể diện dễ chịu. Kỳ thực trương sĩ tuệ trước kia cũng là khinh khỉnh. Bất quá bởi vì mình mới là lâu dài trú đóng ở chỗ này lớn nhất được hưởng lợi người, hắn mới không nói gì nhưng bây giờ hắn càng ngày càng phát hiện hậu viện này sự tất yếu. Đừng nói đủ để bảo đảm bí ẩn chỗ tốt. liền nói thế đạo này người thực dụng quá nghiêm trọng. Ra bán rượu thuốc lá người không khỏi là y trang thể diện chủ nhân, căn bản không muốn cùng không tín nhiệm người làm giao dịch. Người ta thế nào thống khoái như vậy mà tin tưởng hắn, làm hắn khách hàng quen. Còn không phải là bởi vì rượu thuốc lá tiệm có điện thoại, có thể diện đại khách thất nha thực lực như vậy thành hắn hữu hiệu nhất làm ăn tín dụng bảo đảm bằng chứng nếu không cửa này làm ăn tuyệt đối không có nhanh như vậy là có thể đi lên chính quy cho nên chỉ bằng trở lên cái này hai đầu hắn vẫn phải là thừa nhận bản thân không vặt cùng ninh vệ dân nhìn xa hiểu rộng so sánh còn kém cấp bậc đâu cuối cùng còn có đối đàm đại tỷ xính dụng trương sĩ tuệ mới bắt đầu cũng là giết ánh mắt cực kỳ a à, cho là ninh vệ dân làm làm người tốt thành tâm để cho mình không được tự nhiên. Ai nguyện ý muốn người như vậy a? À? Nhưng sau đó, đồng dạng là cảm giác không giống nhau. Bởi vì cái này Đàm Đại tỷ mặc dù dung mạo tàn tật, để cho người nhìn không thoải mái, nhưng cần mẫn, tỉ mỉ, trí nhớ tốt. Lại đem rượu thuốc lá tiệm chiếu ứng ngay ngắn trật tự, hoàn toàn đem trương sĩ tuệ cho giải phóng, để cho hắn coi là cánh tay phải cánh tay trái trợ thủ tốt. Mà bây giờ vì này đàm đại tỷ ưu tú tài ăn nói lại triển lộ ra. Trương sĩ Tuệ không có ở đây thời điểm, nàng vô luận nghe điện thoại hay là tiếp đãi tìm tới cửa khách hàng, luôn có thể đem khách hàng cho ổn định, để người ta không nhìn được bỏ đi. Dầu gì, cũng có thể cùng người ta hẹn xong, lần tới lúc nào nói, lưu lại người ta phương thức liên lạc. Thậm chí cái này đại tỷ còn phi thường rõ ràng trong này biện pháp đâu. Không ngờ một lần nói chuyện trời đất đợi nói với trương sĩ tuệ, hai vị ông chủ đều là người tốt, hơn nữa tất cả đều là khôn khéo người. Ta tính nhìn đúng. Chúng ta cửa hàng rượu thuốc lá này khẳng định càng làm càng lớn. Hai người các ngươi bảo đảm nhi phát đại tài. Vì sao ta có thể xác định? Hi, rõ ràng a, à, ta không hồ đồ, bây giờ qua báo chí cái này ăn uống ngầm ngoạm, tặng lễ đi cửa sau chuyện, đăng xuất tới quá nhiều. Mặc dù là phê bình đi. Có thể nói rõ cái gì? nói rõ mời khách tặng quà người nhiều a à, không có đăng xuất tới còn không chừng bao nhiêu đâu có đúng hay không cái này đối chúng ta làm ăn đương nhiên là chuyện tốt nói trắng ra tặng quà cùng thu lễ chính là hai loại người chúng ta làm chuyện chính là từ thu lễ trong tay giá thấp thu đi lên xoay tay một cái liền giá cao lại bán tặng quà lễ này mặc dù hay là phần này lễ nhưng trung gian chênh lệch giá coi như lưu chúng ta nơi này cái này giữ chắc đem bắp ngọt mua bán a à, các ngươi có thể không phát tài sao? bất quá ta nhiều lắm câu miệng ta thu lại hàng nhưng ngàn vạn không thể ở ta trong tiệm bán người tốt nhất thay lối của hắn bán đi ngay cả trong tiệm vốn có hàng cao cấp tốt nhất cũng triệt hạ đi a à, vì sao? bởi vì đã có chênh lệch giá liền không thể để cho người mua cùng người bán biết a à, người một bên thu lại ở trong tiệm mua không gạt được hơn nữa làm như vậy cũng gây sự trong tiệm nhiều như vậy thuốc lá ngon rượu từ đâu tới. Sợ là sợ khác cửa hàng nhìn ở trong mắt đỏ mắt, cố ý đi công thương thuế vụ tố cáo chúng ta, để cho người tra chúng ta. Chỉ có nơi này thu, nơi khác bán, ta lù đù vắt lưu chạy, mới an toàn lâu dài. Được rồi, người nhà thế mà so với hắn còn muốn phải hiểu đâu. Điều này làm cho trương sĩ tuệ phát hiện, cái này đàm đại tỷ lại là cái có thể một mình đảm đương một phí nhân tài. Hắn thật lòng cho là, vì đại tỷ này nếu như cái nam phải hiểu được rượu thuốc lá trong chuyện chỉ sợ hắn bản thân cùng người ta so với đã không có nghiệp vụ gì ưu thế cho nên hắn phi thường chủ động ở cuối tháng kết tiền lương thời điểm liền đem hoa hồng cho tăng thêm không vì cái gì khác quý trọng nhân tại nha nếu người ta đã không phải là một nhân viên bán hàng trình độ đương nhiên phải cho tương ứng gia tăng thù lao nếu không người ta ngày nào đó cảm thấy không thích hợp làm không cẩn thận liền không làm, hắn đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Dĩ nhiên, trương sĩ tuệ cũng không có ngu đến lập tức cho quá nhiều. Tiến hành theo chất lượng, tế thủy trường lưu, cho mình lưu lại đường sống đạo lý hắn hay là hiểu, cho nên liền cho thêm 30. Sau khi đàm đại tỷ bắt được như vậy thù lao lúc, phản ứng đầu tiên lại là bị dọa đến kinh hoảng. Hay, lúc ấy liền gọi lại trương sĩ tuệ nhất định phải đem 80 khối ra tiền lui về tới, đảo làm cho Trương Sĩ Tuệ có chút dở khóc dở cười. Đại tỷ, ngài cầm đi, không nhiều cho a, à, là có chuyện như vậy, ngài tháng này giúp trong tiệm liên lạc chính khách hàng, đồng ý số tiền sắp xỉ 600, ta liền theo 5% cho ngài tính hoa hồng. 30 khối, số lượng hướng về phía đâu? A. À. Nhưng khi đó cũng không nói có hoa hồng a. À. Ban đầu là ban đầu, bây giờ là bây giờ ta cũng không phải là tập thể đơn vị ta nói coi như ngài thực tế cầm đi đây là ngài nên được ngài giúp chỗ của ta cũng không ít ta cũng phải xứng đáng với ngài nha hi cái này lấy tiền cán sự còn chưa phải là nên sao thì ra cái này đây không phải là muốn từ ta a à. ai da đại tỷ ngài nghĩ đi nơi nào ta kia không được kẻ ngu rồi không đúng không đúng Ta là sợ, sợ. Nói thật à, nhờ các người hai ông chủ phúc, ngày vừa lúc điểm. Ta còn tưởng rằng ta nơi đó làm không tốt. Ai nha, đại tỷ, ngài chính là tâm tư quá nặng. Ngài yên tâm đi, thứ nhất ta không thể để cho ngài đi. Thứ hai, là có tiệm này ở, chúng ta ngày cũng sẽ càng ngày càng tốt. Ai ai? Tốt, tốt. Đáp lời đáp lời, đàm đại tỷ vậy mà lau mặt nước mắt lại vẫn đi ra. Trương sĩ tuệ nhìn thấy nhất thời bật cười. Ai da, đừng khóc, nếu đến rồi ta tiệm này, ngày sau này liền nhiều lắm cười cười. Hãy cùng kia đặng lệ quân ca nhi hát phải trong vậy, chúc mừng ngươi nha năm nay vạn sự cũng như ý, làm ăn kiếm tiền nha qua thú vị, ngài nghe qua không? Nghe được trương sĩ tuệ ngũ âm không hoàn toàn bắt chước tú, đàm đại tỷ thật đúng là bị chọc cười. Ai nha, thế nào chưa từng nghe qua, bây giờ đi đầy đường chính là cái đó đặng. Đặng cái gì ca? Hư hư hà hà nhăn nhăn nhó nhó. Nhóc choai choai vì thả nàng ca, cả ngày cầm lôi kéo lấy kia các xét cũng không chê chìm. Còn cái gì uống xong cái này ly lại nói. Ta nhưng nghe không được cái đó, vừa nghe liền nổi da gà. Nhìn đàm đại tỷ quật miệng, hung hăng khoát tay, trương sĩ tuệ cũng không khỏi cười lớn. Hắn lại từ đàm đại tỷ trên người tìm được một phần hài hước cảm giác. Chương 427, Đồng Đi Xuân Tới Người Kinh Thành vô cùng để ý tên Từ người tên đến cửa hàng tên mãi cho đến đường phố, cầu nối, vật kiến trúc tên, không một không chú trọng Để ý là cái gì chứ? Để ý chính là danh phận cùng ý nghĩa Bởi vì người Kinh Thành tin tưởng lão tổ tông nói huấn, danh không chính tất ngôn không thuận, ngôn bất thuận tắc chuyện không được Đây chính là vì sao hài tử vừa chào đời, Người kinh thành trăm phương ngàn kế cũng phải cấp hài tử làm cái cát tường tên. Cầm biên gia bảo bối cháu trai mà nói đi, tên tiểu tử này đại danh liền không hàm hồ. Đó là biên gia người cùng nhau xin khang thuật đức cho lấy tên. Gọi là biên hút thăng. Ý là hút nhật đông thăng. Nghe một chút, cái này bao lớn khí phách. Mặc dù biên gia các đại nhân cũng rõ ràng tên bất quá là cái ký hiệu. Biết cho dù cho chuột làm cái lại êm tai tên nó cũng thay đổi không được mèo nhưng vẫn sẽ ở cho hài tử đặt tên chuyện trên có cố chấp so đo hy vọng có thể nhờ vào đó gửi gắm bên trên các thân nhân tốt đẹp chúc phúc mong đợi nhà mình hài tử có thể thật như cái tên này vậy có tiền đồ còn có mở cửa hàng cũng giống như nhau đạo lý nhỏ nửa nơi gần cổng thành dù là phòng phá phải liền muốn sụp điếm lão bản kia cũng phải tìm mọi cách tới cái vui hưng văn nhã phóng khoáng tên nếu không đừng nói chính hắn làm mua bán cũng không lòng dạ, sợ là khách hàng cũng không muốn vào tiệm tới chiếu cố việc buôn bán của hắn. Hoặc giả đơn từ hướng này là có thể nhìn ra tân môn người cùng kinh thành người không giống nhau địa phương tới. Bởi vì kinh thành thổ nhưỡng là tuyệt sẽ không ra đời, chó không để ý tới, như vậy không hợp chương pháp chiêu bài. Nơi này, ngay cả cái bán sinh gà vịt cửa hàng nhỏ cũng phải gọi tụ đức toàn. Bán cái chân giò sốt tương cái hộp phô cũng phải gọi thiên phúc hào. Ngay cả hồi hồi thịt dê bàn máy cũng phải gọi tụ bảo nguyên. Lớn một chút thương gia liền càng là như vậy, tên một sau một các lợi, dùng tất cả đều là hảo thơ. Như cái gì, phúc, hợp, ích, thông, tụ, bảo, thuận, khánh, đều là tương đối thường dùng. Nói trắng ra, cửa hàng tên muốn không có lên tốt, không giống chuyện như vậy. Khi đối người kinh thành mà nói, giống như một cước dẫm ở hố buồn trong vậy không có thể tha thứ về phần nói đến các lợi từ xuân chữ cũng là rất thường gặp giống như kinh thành tiệm thuốc có trường xuân đường tơ lụa trang có chính hòa xuân trà trang có ngô thụy xuân khánh lâm xuân trang quán thậm chí có tám nhà danh tiếng trong cũng mang xuân chữ tửu lâu súng lại được gọi là tám đại xuân muốn hỏi người kinh thành vì sao như vậy thích xuân chữ không vì cái gì khác chủ yếu cũng là bởi vì đông đi xuân tới vạn vật manh phát sinh trưởng sung xuê người kinh thành mới có thể dùng xuân chữ tới uẩn dụ sự vật hưng thịnh. Nếu không thế nào một bay qua năm qua, phiến nhi ngõ hẻm số hai viện biên gia, là gia liền đều bận rộn, thúc giục, cho nhà mình tiểu nhi tử tìm đối tượng đâu. Dù sao ở nơi này tràn đầy sinh cơ quý tiết, ngay cả tiểu miêu tiểu cậu cũng nguyện ý hướng một khối thấu hồ. Điều này cũng làm ý vị, nam nữ trẻ tuổi hóc môn sẽ ngoài thịnh vượng. Lúc này tương thân, yêu đương xác suất thành công cao nhất bất quá đáng tiếc chính là người đời trước người cho dù không khéo như vậy nhưng cũng kẻ trí nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua bởi vì bọn họ không để mắt đến một chút thời đại đã thay đổi bây giờ không còn là cha mẹ chi mệnh môi trước lời nói niên đại hôn nhân nồng cốt cũng không còn là gã háng gã háng mặc quần áo ăn cơm lấy vợ lấy vợ nấu cơm giặt quần áo đơn giản như vậy không phải người một nhà không tiếng một nhà cửa những lời này chỉ rõ hướng điều kiện sớm liền bắt đầu trở nên hạ khắc khắc. Kết một môn hôn, nào có quá khứ dễ dàng như vậy a? À? Bất kỳ điều kiện gì một sai vị, đó chính là không được hai chữ. Liền lấy la quản lượng mà nói đi. Phải thừa nhận, chị dâu của hắn, từ bố mẹ chồng nơi đó nhận thánh chỉ miêu ngọc quyên đối sự tình của hắn là cực kỳ phụ trách. Mùa xuân đi qua 10 ngày, liền nhận cái tương đối khá cùng xưởng cô nương về nhà. Cô nương này là muốn bộ dáng có bộ dáng, muốn điều nhi có điều, cũng thích mặc áo trang điểm. Vô luận từ dáng ngoài nhìn, hay là tuổi tác lên đường, kỳ thực cùng La Quảng Lượng rất xứng đôi. Nhưng vấn đề vừa đúng ngay tại ở La Quảng Lượng đi vào chuyện bên trên. Con gái người ta vốn là đối La Quảng Lượng dung mạo cùng thu nhập cũng hài lòng, nhưng biết La Quảng Lượng đi vào, liền tương đối có băn khoăn. Cho nên Miêu Ngọc Quyên mặc dù có thể để người ta kéo tới, là có chút thỏa hiệp cùng nhân nhượng nàng đáp ứng con gái người ta, trước tiên có thể lấy mua quần áo chuyện vi dẫn tử, để cho hai người bọn họ gặp mặt một lần lại nói. Nếu như cô nương có cảm giác bàn lại cái khác, nếu không liền miễn lúng túng, không cần rõ ràng. Chuyện này đâu, kỳ thực ngay từ đầu còn rất thuận lợi, xác thực cùng Miêu Ngọc Quyên dự đoán sắp xỉ. Làm Miêu Ngọc Quyên đem bà bà kéo xuống phòng bếp bận biểu. Cho hai người sáng tạo ra một mình điều kiện. La quản lượng ở cô nương trước mặt biểu hiện được còn rất tự nhiên. Là đã biết ăn ở, lại trượng nghĩa. Đối cô nương giới thiệu trang phục lúc rất có kiên nhẫn, giá cả cũng phải không mắc, thuần túy giá bạn bè. Hơn nữa la quản lượng như sợ người hiểu lầm, mắt nhìn thẳng, chỉ nói đàng hoàng bản thân nên nói. Cái này càng phát ra để cho con gái người ta mặt mày hớn hở, cảm thấy hắn làm người còn thật đàng hoàng. Ngược lại thật là có như vậy chút ý tứ, chủ động cùng hắn mở lên đùa dẫn tới. Ai, ta tới cấp cho ngươi kể chuyện cười đi. À, chuyện tiếu lâm. Được rồi. Ngươi nghe a, à, một con bọ ngựa cấp cho một con thư bương bướm giới thiệu đối tượng, gặp mặt lúc phát hiện đối phương là chỉ hùng con nhện. Gặp mặt sau bọ ngựa hỏi bương bướm thế nào, tạm được, ít nhất gã cho hắn cũng không thiếu quần áo. Không ngờ cô nương cố ý dùng sáng lấp lánh ánh mắt liếc la quản lượng nửa ngày kết quả hắn căn bản không có cười, hơn nữa lại còn nói như vậy. Cái này chuyện tiếu lâm không buồn cười nha. Cái này bươm bướm thế nào ngu như vậy, sau đó là để cho con nhện ăn, hãy để cho bọ ngựa ăn. Làm cho cô nương nhất thời im bặt. Không có hăng hái, cho là la quản lượng tuyệt không hiểu hài hước. Lại sau này lúng túng hơn chính là đại khách mắc xích. La quản lượng đối nữ nhân không có quá nhiều kinh nghiệm, hắn trừ quần áo chuyện cũng không biết nên nói cái gì, chỉ biết một ngơ ngác phụng bồi cô nương ngồi trơ ra. Hắn một hồi cho người ta đảo chén trà, một hồi rót nửa một bát. Sau đó cô nương thực tại không nhịn được hỏi, nhà cầu đi như thế nào? Chờ lại đi nhà cầu xong trở lại, cô nương dĩ nhiên nếu không chịu uống trà. La quản Lượng cảm thấy có chút ngượng ngùng, liền lấy ra trái cây tới chiêu đãi. La da trái quyết cũng rất lớn rất ngọt ngào. Bắt đầu cô nương còn không thích ăn, nhưng ở la quản lượng lần nữa thịnh tình mời mọc cô nương liền thuận tay đem đặt ở trái quýt bàn bên cạnh mấy cái nhỏ nhất trái quýt ăn hết lại một lát sau la quản thịnh dùng xe đạp mang theo nhi tử từ bên ngoài trở lại rồi không ngờ la tân cái này không lớn chút tiểu nhân vừa vào nhà nhìn thấy nhường quả cái mâm liền nóng nảy khóc nháo tìm đặt ở trái quýt để mặc năm cái làm vật kỷ niệm nhỏ trái quýt một màn này làm phải con gái người ta nơi đó còn không biết xấu hổ đời a à làm ăn hết nhỏ trái quyết khách không mời mà đến, đối mặt la tân nước mắt nước mũi hoành lưu. Cô nương này lòng tràn đầy đuối lý, thẹn phải hận không được tìm khe đất chui vào, vội vàng cáo từ che mặt rời đi. Vậy chờ đến miêu Ngọc Quyên đợi hiểu toàn bộ quá trình còn có không tức giận. Sắc mặt nàng cực kỳ khó coi, là ngay cả nhi tử mang la quản lượng cùng nhau của trách. Ai da a, liền không có các ngươi hai như vậy, nên ngoan không ngoan, không nên ngoan cũng ngoan choáng váng. Tam Nhi A, à, ngươi gỗ một khối A, à, như vậy còn làm cái gì đối tượng, trăm phần trăm phải thổi đèn rút sát. Chương 428, không hình người Nhi. Quái thuộc về quái, hận thì hận, mà dù sao là người một nhà. Làm chị dâu, Miêu Ngọc Quyên cũng không thể buông tay mặc kệ. Rất nhanh, nàng liền lại phí tâm phí sức cho la quản lượng thu xếp một vị nhưng cái cô nương này nhưng thì không phải là bánh ngọt xưởng đồng nghiệp. Lần này vòng một ngã rẽ, là Miêu Ngọc Quyên một vị đồng nghiệp láng giềng. Ngay cả Miêu Ngọc Quyên bản thân, đối cô nương này cũng không quá quen. Nàng chỉ từ đồng nghiệp trong miệng, đại khái biết một chút đối phương tình huống căn bản. Biết cô nương gọi giả Mỹ Lệ, ở vần sáng khăn lông xưởng đi làm. Là khoa kỹ thuật chất kiểm viên. Năm nay 23 tuổi, nhà ở cầu vượt phụ thân ở phía trước nông đàn sân vận động làm hậu cần, mẫu thân ở thổ đặc sản cửa hàng làm nhân viên bán hàng. Bên trên có người tỷ tỷ, bên dưới còn có hai đệ đệ. Người gián dấp không tệ, điều quan trọng nhất chính là tính tình linh xảo, làm việc nhà rất biết làm. Về phần tại sao con gái người ta trong nhà biết rõ la quản lượng đi nhầm qua một bước, lại không trong vấn đề này nhiều so đo. Cái này đã có vị đồng nghiệp này từ trong đứng ra bảo đảm, vì phẩm cách là quản lượng xác nhận nguyên nhân. Ngoài ra cũng là bởi vì vừa vặn. Cô nương này mới vừa thất tình. Thì ra cái này giả mỹ lệ vốn là cùng trong xưởng một người sinh viên đại học kỹ thuật viên nói yêu đương đâu. Không ngờ người chủ nhân này xuất ngoại tiếng tu sau, tâm liền thay đổi. Trước khi đi kỹ thuật viên còn nói không thổi đâu, sau khi đi rất nhanh đã tới rồi một phong thư, nói hay là thổi đi. Lần này, làm cho cô nương này liền phải u buồn chứng bắt đầu là mấy ngày không nói lời nào, sau đó cũng không ăn cái gì. Ở trên giường của mình khóc ba ngày, đem trong phòng có thể đập vật cũng đập một lần. Cuối cùng, cuối cùng dựa vào thân thích hàng xóm cửa cùng nhau khuyên nhủ. Khó khăn lắm mới mới tính qua đòi sống đòi chết cái này sức lực. Nhưng sau, cô nương mỗi ngày hay là yếu siêu siêu. Điều này làm cho người nhà của nàng vô cùng lo lắng, đem cha mẹ nàng buồn phải cũng mau treo ngược, sợ mình khuê nữ bị kích thích bị bệnh tâm thần cứ như vậy giả mỹ lệ cha mẹ bắt đầu khắp nơi sai người nghĩ cho khuê nữ của mình vội vàng cho thu xếp cái đối tượng được hay không được cho dù có thể dời đi một hạ chú ý lực cũng tốt a à, cho nên con gái điều kiện thả là tương đương rộng rãi a à, chỉ cần là nam không có vợ liền có thể gặp một chút nói trắng ra cái này kêu là còn nước còn tác nha vạn nhất đụng phải thích hợp cô nương kia tâm bệnh không phải tốt nha mà người ta duy nhất quan tâm chính là hình tượng không vì cái gì khác thế nào cũng phải một cái nhìn có vẻ ra trò mới có thể làm cho cô nương cảm thấy hứng thú a à. nếu thật là làm cái lôi thôi rách nát tới không phải thành phản hiệu quả nha cho nên miêu ngọc quyên cùng đồng nghiệp ở an bài hai người gặp mặt trước duy nhất công tác chuẩn bị chính là đem một trương la quản lượng hình mang đi cho con gái nhìn nhau không cần phải nói La quản lượng hình tượng nhất định là lọt qua cửa, vì vậy mới có tiếng một bước tiếp xúc. Lúc này nhưng không ở trong nhà gặp mặt. Vì hai bên cũng phương tiện, cũng tránh cho người nhà thủ ở bên cạnh, để cho hai người trẻ tuổi cảm thấy có áp lực. Miêu Ngọc Quyên cùng đồng nghiệp, liền tìm một ngày chạng vạn tối, đem La quản lượng cùng giả Mỹ Lệ dẫn tới cửa trước lầu dưới đáy gặp mặt. Sau đó các nàng cũng mỗi người rời đi. Cứ như vậy, ngày đó la quản lượng phụng bồi cô nương ở quảng trường thiên an môn đi về trước nửa giờ đầu quảng trường người nhiều lại là buổi tối không am hiểu cùng khác phái giao thiệp la quản lượng cho dù ở nơi này cũng như cũ cảm thấy câu thúc toàn trình hắn chỉ cướp cô nương mấy lần nói chừng hai mươi câu mà cô nương trên mặt thủy chung có một loại kỳ quái nét mặt tự hồ đang ngó chừng hắn một cái bộ vị nghiêm túc nghiên cứu không biết là miễn ưỡng hay là thất vọng hay là còn đắm chìm trong tình cảm tỏa chiếc trong. Trên mặt của nàng nét mặt là phát khổ, tự hồ căn bản cũng sẽ không cười. Có thể là lau phấn đi, cổ nàng phát hoàng, mặt lại kỳ bạch. Hơn nửa đôi môi có chút mỏng, ánh mắt vừa mảnh vừa dài, lộ ra cây nhiệt. Nói thật, cô nương dáng vẻ cùng la quản lượng tưởng tượng chênh lệch khá xa. Mặc dù không thể nói không xinh đẹp, nhưng cũng tuyệt không phải hiền thê lương mẫu cái loại đó hình tượng, nhìn một cái chính là một khiến người không dễ tới gần nữ nhân. Thậm chí không biết tại sao, cô nương này đều khiến hắn liên tưởng đến hoạt hình điện ảnh Hồ Thiên Nga trong kia cú mèo ác ma trốt bát nữ nhi. Nhất là nàng còn rất cao ngạo. Đây đại khái là bởi vì nàng đã hiểu la quản lượng việc xấu. La quản lượng trong lòng rất rõ ràng, hắn có thể nhìn ra cái loại đó vô hình trung mâu thuẫn cùng chê bai. Đây chính là hắn lần đầu tiên trong đời chính thức ước hẹn bất quá lời nói đi cũng phải nói lại đổi vị suy tính một cái để cho hắn lập tức yêu như vậy một trương đèn hoa hạ lúc sáng lúc tối lộ ra rất không chân thật mặt giống vậy là không thể nào bởi vì lần này gặp mặt hai người căn bản liền hiểu lại nơi đó dính đến có yêu hay không vấn đề la quản lượng thật lòng quan tâm chẳng qua là cô nương này là người nữ nàng sẽ làm việc nhà mà thôi đại khái có cái tiền đề này chuyện này là có thể tiến hành tiếp giống nhau cô nương gia đình chuyên nghiệp khẳng định cũng có thể để cho người nhà của hắn yên tâm bởi vì bọn họ muốn kết hôn ngày sau vạn nhất hắn kiếm tiền khó khăn còn có thể ít nhiều có chút bảo đảm tóm lại chuyện này gồm có cực lớn khả năng thành công hoặc giả nói tiếp chỉ cần hai người bọn họ cũng nguyện ý nhân nhượng một cái chuyện này là có thể thành giống như cha mẹ nói cho hắn biết như vậy cái gì tình yêu không tình yêu xa không có kết bọn sinh hoạt thực tại kỳ thực là quản lượng bản thân bản thân cũng không quá so đo cô nương thái độ hắn đem nàng cao ngạo hiểu vì cô gái trẻ tuổi bệnh chung đồng thời trong lòng còn xen lẫn một chút đối cô nương thương hại tình phải biết bản thân hắn đã từng trải qua để cho hắn hiểu người gặp số đen thời điểm là sẽ cố ý giả bộ ngạo mạng dáng vẻ tới bảo vệ mình hắn vì vậy rất có thể hiểu được cô nương này vì sao lộ ra như cái nhím suy đoán rất lớn nhân tố có lẽ là bởi vì mới vừa bị tình cảm thương cho nên hắn mới từ đầu đến cuối tao nhã lễ phép đối đãi cô nương nhưng rất đáng tiếc chính là cô nương một chút cũng không có bị cảm động dấu hiệu sau đó la quản lượng nhớ tới đây chính là hắn phạm phải một sai lầm vô cùng nghiêm trọng nếu như hắn cũng có thể qua loa cho xong một ít như vậy có lẽ liền sẽ không nhận lớn như vậy đã kích hắn thực tại không nên nhớ lại chị dâu Miêu Ngọc Quyên dạy cho hắn những thứ kia câu hỏi. Ngài số điện thoại là bao nhiêu? Cô nương nhanh chóng nhìn la quản lượng một cái, sau đó đi ngay nhìn nơi khác. Ta thứ mấy cho ngài gọi điện thoại thích hợp. Có cần thiết này sao? Ngươi cảm giác cho chúng ta có thể có tiếng nói chung sao? Cô nương không ngờ liếc mắt. Ta vẫn cho là, hồ cá thể đều là có thể nói biết nói, tục là tục điểm nhưng không biết chai cô vi si, Ít nhất cũng hiểu kể chuyện cười, nói một chút bây giờ lưu hành cái gì tân thời hàng, cái gì điện ảnh, cái gì ca khúc các loại. Không ngờ ngươi nha, lại là một không có chút nào tình thú người. Từ đầu đến chân đều là trắng cân cất. Cùng đá sắp xỉ. Ngươi nơi đó giống như hộ cá thể A, nhìn lại một chút ngươi cái này người mặc đeo, ngươi là bán trang phục sao? Nói ngươi là cái ngu công nhân còn tạm được. La quản lượng tựa như bị đánh đòn cảnh cáo. Ba hắn chính là công nhân, hắn ca cũng là công nhân, ngay cả hắn cũng từng đem trở thành công nhân làm mơ mộng. Nhà bọn họ có thể nói là nửa công nhân gia đình. Nhưng các nàng này không ngờ ở công nhân đằng trước thêm một chữ như vậy con mắt làm tiền tố. Dẫn đến hắn thiếu chút nữa nhi liền, phi, một tiếng, đem nước bọt xì ở đó trương mặt trong vạt lăn qua trên mặt. Hắn thật không nghĩ tới, cô nương này chẳng những dáng dấp không hình người yêu trong yêu khí hơn nữa cũng sẽ không nói tiếng người liền cái này con quỷ nhỏ kết hôn khẳng định phải bị đòn nàng dù là có một chút tự biết mình liền nên hiểu tuyệt không có người nam nhân nào sẽ chân chính yêu nàng liền nàng lại còn công chúa tiểu thư tự như đối người nói có cần thiết này sao nói lời trong lòng hắn thật muốn chữ một câu nhìn nha đầu ngươi nuôi kia đánh tính cũng không chiếu soi gương đi. Nhưng chung Quy không có nói ra là quản lượng thế nào cũng sẽ không đi cùng một người nữ tích cực. Vì vậy chẳng qua là trừng nàng một cái. Quả quyết quay đầu đi liền. Lúc này, là quản lượng trong lòng lớn nhất cảm giác chính là chán ghét. Thối hoắc, giống như đạp mở ra cứt chó. Nhớ tới liền muốn ói, nghĩ đi nhà cầu, nghĩ tiêu chảy. Đây chính là ước hẹn. Chẳng lẽ đây chính là tình yêu diễn tập? mẹ hắn chỉ bất quá hỏi một cái số điện thoại kia con quỷ nhỏ giống như có người muốn đem nàng thế nào vậy cắt thứ đồ gì à cũng không nghĩ một chút ngươi nha mặt kia được không giống như quỷ kia khóc sưng mắt giống như hai con nát đào rốt cuộc có thể hay không đưa tới người khác dục vọng đúng kỹ thuật kia viên có lẽ không phải tên khốn kiếp hơn nữa rất thông minh đương nhiên phải thổi ai cưới cái này đồ ngốc chuẩn xui xẻo. Làm không cẩn thận, kỹ thuật viên là để cho cái này xuống nương môn bức cho phải không cách nào, mới chạy ra ngoại quốc đi. Cứ như vậy, là quản lượng ra đi không tự giả hoàn toàn chọc giận đàn gái. Ngày thứ hai, bên kia liền truyền tới quan minh chính đại lý do cự tuyệt. Nói là quản lượng dáng dấp quá già, nhìn qua giống như 30 người. Hơn nửa người quá thô lỗ, thiếu hụt giáo dưỡng, không biết lễ phép lời này để cho Miêu Ngọc Quyên nổi trận lôi đình. Thiếu chút nữa không có cùng đối phương người tiến cử, nàng cái đó đồng nghiệp cãi vã. Trở lại còn cùng la quản lượng nói thầm đâu. Không phải là cái quỷ khăn xưởng nha, nhìn cho nàng ngưu. Nàng coi thường ta, ta còn coi thường nàng đâu. Nhìn nàng mặt kia xóa cùng bạch cốt tinh vậy. Đêm hôm khuya khoác dọa ta một hồi, khó trách để người ta kỹ thuật viên cho hù chạy. Liền nàng, còn xinh đẹp đâu, thua thiệt họ giả. Lão Tam, ngươi yên tâm, chị dâu nói lời giữ lời, bảo đảm nhi cho ngươi tìm một cái so với nàng mạnh gấp trăm lần, để cho ngươi vừa lòng đẹp ý. Thì ra chị dâu cũng xem sớm không vừa mắt. La quản lượng vì vậy cảm nhận được chút an ủi. Hắn biết Miêu Ngọc Quyên phẫn nộ là thật, không chỉ là đang làm dáng vẻ cho hắn nhìn. Vì vậy phản ngược lại bắt đầu khuyên giải chị dâu, để cho Miêu Ngọc Quyên bớt giận. Nói không được, chuyện này trước hết phóng phóng đi, ngược lại hắn còn trẻ, không nóng nảy. Còn nói để cho chị dâu không cần phải quá để ý, không cần không phải cho hắn chọn tốt, kỳ thực hắn yêu cầu không cao, sắp xỉ tìm một cái là được. La Ngọc Quyên liền đáp ứng, được được được, đã ngươi không chọn, vậy liền dễ làm. Nhưng cũng không biết thế nào lúc ấy cứ như vậy xảo. Lúc này ngoài phòng, không ngờ cùng trong phòng đối thoại ứng bên trên cảnh nhi thì ra đang đuổi kịp La sư phó tiến viện nhi về nhà. Ở trong viện đang thu phơi nắng sim áo thím La thấy liền hỏi, "Ai, ba hắn, buổi tối muốn ăn cái gì?" La sư phó vẫn dưng như không quan một câu tùy tiện. Nhưng thím La cũng không làm. Tùy tiện cơm khó khăn nhất làm, cái gì gọi là tùy tiện đây? La sư phó liền nói, "Ngươi nhưng thật phiền phức." Tùy tiện, chính là ngươi làm gì, ta ăn cái gì? Kết quả không ngờ thím la không ngờ biểu môi một cái. Hừ, miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo, ngươi muốn thật tùy tiện như vậy liền tốt. Vì thế, trong phòng miêu ngọc quyên cùng la quản lượng, không không cảm thấy da mặt vô cùng nóng, cảm giác đến bọn họ mới vừa rồi đối thoại đặc biệt ngu. Chương 429, Mộc Quế Anh Ở đối đại tiểu nhi tử hôn sự bên trên, Biên gia cùng la gia nhưng là hoàn toàn ngược lại hai loại thái độ. Là sư phó lão hai cái đâu, bởi vì la quản lượng đã từng phạm qua chuyện, bây giờ lại là cái để cho người xem thường hộ cá thể. Cho nên bọn họ đang bức bách tiểu nhi tử tương thân thời điểm, thích nhất nói một câu nói chính là sắp xỉ là được. Nhưng biên gia cũng không đồng dạng, đó là tướng khi bành trướng, hoàn toàn trái ngược. Phải biết. Bây giờ đồng thời quản tổ dân phố cùng may vá xã bác gái biên cũng không so với lúc trước. Đó là nắm đại quyền. Trên đường phố sức ảnh hưởng không thể khinh thường. Chẳng những mỗi ngày đuổi theo nàng hết sức nịnh bờ hộ cá thể càng ngày càng nhiều. Ngay cả cái khác ngõ hẻm tổ dân phố chủ nhiệm cửa, cũng biết nàng đã thành đường phố lý chủ nhiệm nể trọng nhất người tâm phúc. Vì thế trong lòng tràn đầy ao ước. Huống chi bác gái biên còn phải thực huệ đâu mỗi tháng nàng cũng có thể từ may vá xả bắt được 120 đồng tiền cá nhân phụ cấp. Khi vô luận từ mặt mũi hay là lớp vải lót đến xem, lão thái thái này đều đã có thể cùng một nhà tập thể xưởng nhỏ người đứng đầu ngồi ngang hàng với. Thử hỏi một cái, xưởng trưởng nhi tử, kia phải cưới cái dạng gì tức phụ A. Không nói trong trăm có một đi, thế nào cũng phải so với bình thường người ta mạnh một chút đi. Hơn nữa biên kiến công bản thân cũng coi như có tiền đồ. Ở trong xưởng hỗn cá nhân duyên tốt, còn rất được chủ quản sản xuất lãnh đạo coi trọng. Bây giờ đã có xác định tin, tiểu tử này chẳng mấy chốc sẽ được đề bạc thành nước ngọt phân xưởng công đoạn dài. Khi đang tìm con dâu chuyện bên trên, không càng phải đem điều kiện nâng cao một bước A. À. Tóm lại, chính là căn cứ vào loại này tình huống hiện thật, biên gia mới có sự tự tin mạnh mẽ cùng lòng tin. Vì vậy ở biên kiến công không ngừng thúc dục hạ, bác gái biên rốt cuộc cắn răng thật ở sau Tết hoa hơn 2.000 khối, Phó Thác Ninh vệ dân mua được một đài nhập khẩu lớn TV màu. Không vì cái gì khác, tránh khỏi tiểu nhi tử gây nửa dỗ. Biên kiến công hắn không phải luôn nói, trong nhà mua TV màu, hắn là có thể tìm đối tượng nha. Nếu như một khi nói chuyện cưới gã, hắn liền có thể đi vào đơn vị chia phòng hàng ngủ trong. Bác gái biên thật đúng là tin. Lão Thái Thái trong lòng suy nghĩ, thường nói rằng, nhà có cây ngô đồng, không lo Phượng Hoàng tới. Muốn thật có thể dùng cái này lớn tivi màu để cho nhi tử tìm cô nương tốt. Cũng là đáng làm a, à về phần dẫn không đến Kim Phượng Hoàng làm sao bây giờ? Lão thái thái nhưng căn bản không nghĩ tới. Bởi vì ở trong lòng của nàng, mua tivi màu, nhà nàng coi như có hai tivi cơ. Gia đình như vậy điều kiện cùng phần tử trí thức cán bộ cao cấp cũng chẳng thiếu gì. Giỏi mắt toàn bộ môi thị nhai cũng chính là các nàng phiến nhi ngõ hẻm số hai viện mấy gia đình mới có như vậy thực lực kinh tế. Khi phải cái dạng gì cô nương mới có thể thấy không lên con trai của nàng. Trừ phi là cái mắt mù. Thật đúng là đừng nói, biên gia đài này nhập khẩu lớn tivi màu cũng thực là không bạch mua. Màu sắc được kêu là một tươi. Màn ảnh được kêu là một lớn, so với quá khứ bộ kia 12 tấc nhỏ đen trắng mạnh hơn. Không mua thuộc về không mua, thật mua về bày ở nhà coi trọng, biên gia người liền cảm giác ra tốt đến rồi. Hơn nữa tivi màu dời trở lại cũng không có qua hai tuần lễ đâu, một ngày nào đó chạng vạn tối, biên kiến công vẫn thật là mang theo một cô nương về nhà đến rồi. Thì ra, gấu bắt cực, trong xưởng nhà trọ công cộng truyền hình hỏng, đang tìm người sửa chữa đâu. Vậy mà lúc này đài truyền hình đang nhiệt bá phim truyền hình Moro Attack đã làm động tới vô số người xem tâm biên kiến công lần này mang về cô nương này. Chính là hoàn toàn xứng đáng, cô Shika Junko mê. Thuộc về cái loại đó nếu như kéo xuống một tập nhìn không, thậm chí đi ngủ cũng không nở ngủ, ăn cơm cũng không hương phan cứng. Muốn nói thật a, à, lúc ấy biên kiến công mang theo cô nương đi vào trong nhà thời điểm, biên gia người vẫn rất có điểm bất ngờ nho nhỏ. Bởi vì cô nương này bộ dáng thật thật không tệ, thật là có điểm phượng hoàng dạng nhi. Trắng trẻo trong mắt to, nhọn hạ hài, một mét sáu vóc, nhìn tuổi tác cũng liền chừng hai mươi. Không biết có phải hay không bởi vì rất ưa thích Moro ác tác, liền ngay cả kiểu tóc cũng là ấn Koshika Junko dáng vẽ chải. Nhìn thật đúng là cùng Nhật Bản này diễn viên Araki Yumiko rất có mấy phần giống nhau. Ngoài ra, nụ cười nhìn nhất là vui hưng, tính tình cũng hoạt bát đáng yêu. Vào nhà sau liền đại gia đại mụ đại ca đại tỷ một trận gọi, liên tiếp nói quấy rầy. Liền phần này hào phóng cùng nhiệt tình kình cũng làm người ta thích tuy nói đánh cờ hiệu chẳng qua là tới xem tivi kia cũng không nói không thể hướng những phương diện khác lại phát triển phát triển a à, huống chi nếu như không có chút ý tứ lại có cô nương nào có thể cùng cái tiểu tử đêm hôm khuya khoác chạy đến người trong nhà đi xem tivi nhưng cũng tiếc chính là biên gia người cao hứng kình không có duy trì bao lâu rất nhanh liền phát hiện cái này trên người cô nương có quá nhiều không được để ý địa phương thì ra căn bản không phải cái gì phượng hoàng Trái ngược với một con vừa mở miệng liền chọc người phiền con quả Phải biết, biên gia lúc ấy đang dùng cơm Đó là đương nhiên phải khách khí lễ nhường một chút À, biên đại gia liền hỏi bọn họ ăn rồi chưa Nói muốn chưa ăn ở chỗ này tùy tiện ăn một chút Bác gái biên nói cũng không có món gì ăn ngon Chính là bánh nướng áp chảo bày trứng gà Còn nhìn một nồi đậu nhi cháo Tuyệt đối đừng chê bai Ai cũng không ngờ đang ở biên kiến công cùng người nhà nói gấu bắt cực phòng ăn ăn cơm sớm bọn họ đều là ăn cơm mới trở về cô nương kia lại nhìn trên bàn bánh thật đúng là kén chọn bên trên ai nha các ngài bánh nướng áp chảo thả nhiều như vậy hành tây a à, còn thả mỡ heo cùng bả dầu a à, đây cũng quá dầu mỡ đi hay là thanh đạm điểm đối thân thể có chỗ tốt giống như như vậy cái phương pháp ăn ấn tây y cách nói gọi cholesterol quá cao có hại cho sức khỏe kỳ thực đi, để lại chút ít hành lá cắt nhỏ, dầu thực vật, đặt một chút bột tiêu cũng rất tốt. Lúc ấy liền làm cho biên gia người đều ngơ ngác, không biết nên thế nào nói tiếp. Trong lòng cũng cảm thấy cô nương này thế nào như vậy đùa a, à, không ngờ lần đầu tiên chạy tới nhà người khác, liền dạy người ta làm như thế nào bánh nướng áp chảo. Ngay trước gã lùn không nói ngắn lời, cô nương này giống như không hiểu lắm thế thái nhân tình a, à, biên kiến công tự nhiên cũng theo đó lúng túng liền vội vàng hòa giải, giải thích nói cô nương là bọn họ xưởng nhà trẻ cô nuôi dạy trẻ. Trước mắt đang tự học dinh dưỡng học, đây là thiện ý nhắc nhở. Như vậy, cứng đờ không khí lúc này mới hòa hoãn. Biên gia người đều nghĩ, hoặc giả thật là người nói vô tâm mà thôi. Có chút bệnh nghề nghiệp ý tứ. Thậm chí biên kiến công chị dâu Lý Tú Chi vừa nghe cô nương công tác còn thật cao hứng, vì hài tử, lộ ra tươi cười đặc biệt cầu cạnh. Nha, thì ra ngài là cô nuôi dạy trẻ A à? Vậy ta được cùng ngài hỏi thăm cái chuyện này Theo chúng ta nhà đứa nhỏ này đi Hai ngày này buổi tối không nở ngủ Lão khóc Đây là chuyện gì xảy ra A à? Ngài có biện pháp gì hay không Cái này ngược lại hỏi đúng người Cô nương đi nhà nhi bên trong Nhìn một chút đang ngủ biên gia lớn cháu trai Đi ra liền nói Có thể là thiếu canxi vấn đề Để cho Lý Tú Chi trước tiên Có thể thử một chút cho hài tử bổ vitamin D có thể xúc tiến canxi hấp thu. Ngay tại lúc biên gia người mới vừa sinh lòng cảm ơn, cảm thấy cô nương này trình độ không kém, còn rất chuyên nghiệp thời điểm. Không ngờ lại là một câu không nên nói, từ cô nương này trong miệng nhô ra, một cái sẽ để cho biên gia người hoàn toàn mất hứng. Nha, các ngài đứa nhỏ này nhưng quá gầy một chút, giống như chỉ nhu nhược con mèo nhỏ. Tóc cũng nhìn không tốt. Đứa nhỏ này buổi tối có thể có tinh thần đầu khóc sao? cái này không là cho đói bụng đến phải à? a sửa đủ chưa nhiều lắm đặt trước điểm được rồi nhìn lời nói này nhiều không chịu nghe đây chính là biên gia cháu trai ruột thì giống như biên gia không nỡ tiêu mấy cái sữa tiền bạc đãi hài tử vậy vì cái này biên đại gia hầm hừ thẳng nhếch mét biên kiến quân hai vợ chồng cũng có chút ăn nuốt không trôi bác gái biên cố ý nghĩ đem đề tài chuyển hướng liền để đổ xuống hỏi biên kiến công vị cô nương này xưng hô như thế nào a? À? Biên kiến công lúc này mới nhớ tới còn chưa nói cô nương danh tự, liền cho người trong nhà chính thức giới thiệu. Nói nàng gọi Mộc Nguyệt Anh, ba điểm thủy một một chữ, trăng sáng nguyệt, anh khí anh. Biên đại gia làm tư thâm diễn viên nghiệp dư. Lão hí mê một, nghe liền thẳng câu mày, lầm bầm nói, cái tên này làm sao nghe được giống như một quế anh vậy. Lão gia tử một câu nói, để cho biên gia người cũng không nhịn được nghĩ vui nhưng đại gia lại lo lắng cô nương này lúng túng thậm chí sinh lòng tức giận ai ngờ cái này mộc nguyệt anh căn bản liền không có cảm thấy thế nào ngược lại cười hì hì đối biên đại gia nói đại gia ngài thật đúng là nói chúng ta đơn vị thì có người gọi ta mộc quế anh về phần đang trong nhà cha mẹ ta cũng gọi ta tam nha đầu cá nhân ta cũng cảm thấy tam nha đầu lớn hơn ta tên tốt tránh cho làm hỗn không phải. Lại sau, liền lại không có gì ngôn ngữ trao đổi, bởi vì phim truyền hình phát sóng. Cái này, một quế anh căn bản lại không để ý tới cái khác, hết sức chăm chú nhìn chầm chầm truyền hình nhìn. Nhưng khó chịu chuyện đến nơi này không những không xong, ngược lại càng nhiều. Bởi vì để cho biên gia người giật mình là biên kiến công hiện ra rất là ân cần một mặt. Nước trà, quà vặt, chủ động thu xếp đi ra không tính, còn oán trách trong nhà tín hiệu không tốt. Tiểu tử này một bên điều trong nhà truyền hình tín hiệu, một bên cùng một nguyệt anh làm cam đoan. Nói rất nhanh, nhà bọn họ chỉ biết mua cái ngoài trời truyền hình ăn ten lắp đặt lên. Đến lúc đó trở lại nhìn, xét nổ giữa trời quang, sao rơi hỏa cầu, là có thể cùng rạp chiếu bóng xem chiếu bóng vậy rõ ràng. Mà kinh người hơn chính là, một nguyệt anh đừng nói một chút không khách khí. Trả tới đưa tay, hạt dưa, kẹo đầy không tiếc hướng trong miệng nhét. Hơn nữa nàng còn chỉ lo hết sức chăm chú nhìn chầm chầm mạng ảnh, không thèm để ý biên kiến công lấy lòng. Ngược lại bởi vì hắn điều tín hiệu, trong lúc vô tình cánh tay hai lần ngăn che truyền hình, còn không nhìn được của trách hắn hai lần, để cho hắn đàng hoàng an phận ngồi xuống. Đem biên kiến công tái máy phải cùng hại tử ngoan vậy. Cho đến phim truyền hình hoàn toàn truyền hình xong, lại uống một chén trà, ăn xong rồi một biên kiến công cho nàng bóc tốt quả quyết, Mộc Nguyệt Anh lúc này mới hài lòng đứng lên cáo từ. Trước khi đi, nàng thản nhiên tự đắc cảm khái, hay là cùng trong nhà xem tivi thoải mái a. À? Bác gái biên lập tức dùng lời hơi đánh nàng một câu, cũng không phải là cùng trong nhà xem tivi thoải mái, là có người hầu hạ xem tivi thoải mái. Nhưng Mộc Nguyệt Anh vẫn không để ý, cười một tiếng, hãy cùng không có chuyện gì người vậy đi. Biên kiến công tự nhiên đi theo. Đối với lần này, biên gia người cũng không tốt cản bởi vì đêm hôm khuya khoắt một cô gái về đơn vị nhà tập thể khẳng định không an toàn nhưng bác gái biên lại không thể đuổi theo ra viện nhi đem biên kiến công kéo qua ngạch ngoại dặn dò một câu mai ngươi còn phải về chuyến nhà mẹ có chuyện hỏi ngươi biên kiến công đối yêu cầu như vậy rất là có chút không nhịn được mẹ có chuyện ngài đang giáp mặt nói thôi làm gì còn mai à vốn đang mạnh tự không chút biến sắc bác gái biên lần này thật buồn bực để cho ngươi trở lại ngươi trở lại. Nói lời vô dụng làm gì ngươi? Ngươi nếu là nghĩ cho người khác làm hiếu tử hiền tôn đi, cả ngày chó mặt sệ vậy nịnh bợ. Ngươi mai cũng đừng trở lại. Trong lời nói bất thiện, ngay cả một bên đẩy xe chờ Mộc Nguyệt Anh cũng nghe đi ra. Sau đó, hai người lái xe về đơn vị, mới ra phiến nhiên ngõ hẻm, cô nương liền không nhịn được lo lắng hỏi. Hôm nay ta giống như không nên tới. Người nhà ngươi không vui à? Biên kiến công lại dững dưng như không vung tay lên. Không phải nhìn cái truyền hình nha, thế nào? Hai ta vui lòng không thì xong rồi. Thế nào, ngươi cảm thấy Kosika dung cô Shika, Yungo, các nạn có thể thắng sao? Cùng lúc đó, bác gái biên thở phì phò hướng trong viện đi, trong miệng lầm bà lầm bầm. Hừ, điên nha đầu một, nàng là một quế anh. Ngươi còn dương tông bảo đâu? Ngươi liền dậy vò đi, sớm muộn phải nhường ba ba ngươi hát vừa ra, viên môn chém tử. Chương 430, thật tốt lựa chọn. Biên gia lão hai cái, đều cho rằng có cần phải cùng biên kiến công nói một lần. Liền cái này không biết nói chuyện, không tim không phổi, một quế anh, nghiêm túc giao thiệp một lần. Cho nên ngày thứ hai làm biên kiến công dựa theo mẫu thân yêu cầu lại lúc về đến nhà, phát hiện trong nhà chẳng những cha mẹ ngồi ngay ngắn trận địa sẵn sàng kia không khí cũng tựa như điện soái phủ bạch hổ tiết đường vậy trang nghiêm khác biệt duy nhất chẳng qua là không có tượng trưng quốc gia quyền uy sáu đạo tinh tiết cùng người hầu hộ vệ mà thôi nói chuyện lấy bác gái biên làm chủ làm mẹ thẳng thắn đối với nhi tử nói bản thân cùng cha hắn đều không thích mộc nguyệt anh cô nương này biên kiến công nhìn mẫu thân một cái nhíu mày một cái đôi môi giật giật nhìn được không có lên tiếng âm thanh. Bác gái biên liền còn nói, cái này một quế anh nhà, nói nàng nơi đó không tốt cũng không phải, chẳng qua là không biết nơi đó không được tự nhiên, cùng ta nhà người không có một chút hợp địa phương. Ta nhìn cái này liền. Thôi, không được chúng ta lại. Khác nói một. Biên kiến công cái này coi như không vui, cười lạnh một tiếng. Hừ, nói hành cũng là các ngươi, nói không được cũng là các ngươi. Vậy ta có còn hay không ta tự mình? Ta đảo muốn hỏi một chút. Năm nay 30 Tết Nhi thời điểm, là ai phi thúc dục ta tìm đối tượng tới? Bác gái biên tận tình giải thích, ba mẹ cũng không phải là phản đối ngươi yêu đương a, à, nhưng cái này một quế anh. Nàng. Nàng thật sự là. Thực tại cái gì nha? Thật sự là đồ ngốc. Trước giờ cũng không tự dưng nói người thì phi bác gái biên, lần này ở nhi tử bức bách hạ vậy mà lần đầu trái với nguyên tắc cứng rắn ráng nặng ra mấy cái bị tổn thương người từ nhưng cùng nàng lại cảm thấy thực tại tạo miệng nhiệt liền lại đem bạn già mang ra ngoài ba ngươi ba ngươi cũng coi thường nàng loách cha loách choách sức lực ngươi thật lớn con gái nàng cũng không biết thật khờ hay là giả ngu nói chuyện cũng không qua qua đầu óc ta còn liền yêu nàng điểm này ta liền yêu nàng nhanh mầm nhanh miệng cái gì gọi là lời đuổi lời a à? biên kiến công mang theo khái tính vừa mở miệng cũng thiếu chút nữa không có đem mẹ ruột đỉnh cái té ngã dĩ nhiên đi theo hắn cũng là cảm thấy không đúng tận lực hòa hoãn giọng điệu làm giải thích mẹ ta không phải cùng ngài tranh cãi nhưng ngài cũng không thể nói như vậy người ta à ta biết nàng tính cách thật đặc biệt thua thiệt liền thua thiệt sẽ không nhìn mặt mà nói chuyện sẽ không căn cứ người khác phản ứng kịp thời ức chế lời nói của mình nhưng cái này cũng ngược lại cũng chứng minh nàng thiên tính thuần chân không dối trá a à. ngài là chưa thấy qua nàng đi làm dáng vẻ nếu không nhất định sẽ thích hắn nàng sáng sủa yêu cười sẽ chơi sẽ náo xưởng chúng ta trong nhà trẻ hài tử thích nhất chính là nàng ta cũng giống vậy cùng với nàng đợi đặc biệt buông lỏng biên đại gia cảm thấy nghe không nổi nữa ở bên cạnh lắc đầu cắt đứt hồ đồ xe một tiểu tử ngươi yêu đương là vì cưới vợ a à? Cưới vợ lại vì cái gì nha? Là vì sinh hoạt. Muốn chiếu ngươi nói như vậy, nàng mình chính là cái choai choai hài tử. Đây là sinh hoạt người. Bác gái biên cũng cảm thấy nhi tử lời này quá không đứng đắn. Không phải ta nói nàng, ta nhìn nàng cùi chỏ chỗ kia mở tuyến chính mình cũng không biết. Đặt quá khứ, nếu là con gái cứ như vậy lộ thịt ra cửa, còn đi cái năm đồng nghiệp nhà, kia không phải thẹn chết không thể biên kiến công lần này thật không thích nghe cha mẹ cái này cũng niên đại gì các ngươi còn kéo cái này hiện đang chú ý chính là tình đầu ý hợp tự do yêu đương lời nói thật cùng ngài nói đi con trai của ngài bây giờ còn là cạo đầu gánh một con nóng đâu liền người ta nhỏ mộc còn không có đáp ứng ta đây ta bây giờ đối mặt tình thế rất nghiêm trọng cùng xưởng người cạnh tranh có hai cái một người trong đó hay là sinh viên đâu Nơi đó biết bác gái biên lập tức tiếp một câu. Tốt lắm a, à, liền tặng cho người khác đi. Chính ngươi cũng không thể phạm cái này ngu. Liền cái này khuê nữ, cũng liền bộ dáng cũng không tệ lắm. Nhưng dễ nhìn được con mẹ gì a? À. Vậy hãy cùng trên tường tranh vậy, không đỉnh ăn không đỉnh uống. Ta còn thực sự không nhìn ra cái này khuê nữ có một chút thể thiếp sức lực. Ngươi muốn kết hôn như vậy cô nương cũng không ủy khuất hãy cùng ngày hôm qua vậy được rồi nàng không ngờ yên tâm thoải mái để cho một mình ngươi đại lão gia cửa như vậy phục vụ nàng ngươi nghĩ như vậy sống hết đời biên đại gia thái độ còn được một chút nhưng cũng nghiêm túc trịnh trọng nói tâm tư của ngươi chúng ta đều hiểu ta và mẹ của ngươi dù sao là người từng trải ai còn không có trẻ tuổi qua a à? nhưng kết hôn đó là cả đời chuyện một năm hai năm là mới mẻ cảm giác cả đời là tinh thần trách nhiệm ngươi liền nghe chúng ta một câu đi tìm đối tượng cũng không thể quan đồ cô nương đẹp mắt à nhưng cái này vẫn vô dụng biên kiến công coi như là ăn quả cân quyết tâm cha mẹ ta cũng không có quan đồ nàng đẹp mắt người ta ưu điểm nhiều đâu các ngươi còn không hiểu rõ nàng đừng mang thành kiến nha nàng có thể thế thái nhân tình phương diện xác thực bên trên thiếu chút nữa nhưng đặc biệt trọng tình cảm a à, nàng xem chiếu bóng lão rơi nước mắt còn đặc biệt thích chiếu cố người cái này cũng không riêng là hài tử lão nhân cũng giống vậy mẹ nàng thân thể có bệnh đã không đại năng hạ được đến nhỏ một đối với nàng mẹ nhưng có kiên nhẫn pháp nhi chiếu cố vẫn khỏe liền hướng cái này song song cái này nói chưa dứt lời càng nói bác gái biên nghe càng khí lão thái thái thét chói tai một tiếng ai da, ngươi nhưng đánh cho ta ở đi. Nhà nàng lại còn có cá thang tử mẹ. Ngươi còn làm tốt nói kia. Cái này không lại thêm cái liên lụy sao? Hơn nữa, nàng phục vụ mẹ ruột nàng là nên bổn phận. Chẳng lẽ ngươi phục vụ các nàng cả nhà cũng là nên? Không được, ta kiên quyết không thể đồng ý, ta không thể để cho nhà này hai mẹ con, sau này cùng nhau khi dễ như vậy con ta. Chuyện gì đều giống nhau, chỉ sợ lời hay không đi thật tốt nói nơi đó sợ là hai mẹ con đâu càng là thương lượng chuyện trọng yếu càng là tuyệt đối không thể sốt ruột nếu không người một giải tâm tình một khi lời đi cực đoan cũng liền càng phát ra không có cách nào hữu hiệu trao đổi giống như thoáng một cái biên kiến công oa hỏa ổ đến đầu đỉnh cũng liền toàn bộ đụng vào cái gì gọi là ức hiếp a à? làm sao lại không phải tốt kính già yêu trẻ chẳng lẽ không đúng chuyện tốt hơn nữa tự ta vui lòng ta ngược lại kỳ quái ngài còn tổ dân phố chủ nhiệm đâu liền cái này giác ngộ thì ra ngài quá khứ đều là nói một đàn làm một nẻo vậy cũng là giả bác gái biên đã cảm thấy ngực đau nhói cũng là vừa tức vừa giận ngươi thành tâm đúng không không phải lão với ngươi mẹ cài lấy ta đây là vì ai tốt hành Chuyện của ngươi sau này ta không hỏi, cũng bất kể, tùy ngươi thế nào đi. Ai bảo các ngươi quản a? À? Các ngươi bất kể, ta cầu cũng không được. Nàng vô luận là bà đồng hay là con cốc, ta cũng cam tâm tình nguyện. Lại không phải là các ngươi cùng với nàng sống hết đời. Không có cách nào lại tiếp tục, hai mẹ con vì chuyện này nhi hoàn toàn máu hăng hái nhi. Phía dưới không phải phân biệt lý, chính là chuyên vì tranh cãi. Mặc dù cuối cùng biên kiến công ở cha hắn mắng chửi hạ chật vật mà chạy. Nhưng bác gái biên cũng không có chút nào lấy được tính áp đảo thắng lợi vui sướng. Bởi vì viên môn chém tử, cái này xuất diễn trong. Chém tử không có chém thành, chiêu đó hôn nhưng là thành sự thực đã định. Bây giờ con trai của nàng cũng chạy, tự nhiên cũng liền có loại khả năng này. Bác gái biên hết cách rồi, giận không nên thân nàng, chỉ có ở bạn già trước mặt trời nước mắt oán trách cái này hỗn cầu nhi tử tại sao như vậy không biết điều, không biết cha mẹ nổi khổ tâm. Biên đại gia thở phì phò nói, theo hắn đi đi, hắn yêu cưới ai cưới ai, chính hắn không đều nói nha, cùng chúng ta lại không có sao. Bác gái biên lại nói, nhưng kia dù sao cũng là ta nhi tử a. À. Mặc dù hắn cũng không có như vậy phục vụ qua ngươi cùng ta. Cái này còn không có cưới vợ đâu. Liền quên cha mẹ nhưng chúng ta nơi đó có thể thật nhẫn tâm nhìn hắn cưới cái như vậy cái tức phụ đem mình lấp vào đi dùng nửa đời sau cho người ta làm ngưu làm ngựa đi bất kể bất kể có thể làm nha chuyện về sau bác gái biên liền bạn già cũng không để cho nhúng tay nàng đoán chắc kết hôn chuyện này chút điểm không thể thích hợp đó không phải là mua cũ cải chọn cải thảo, sắp xỉ là được. Ngay từ đầu nếu là sắp xỉ, đến cuối cùng càng là chênh lệch quá nhiều. Quá khứ con lớn nhất kết hôn thời điểm, trong nhà là điều kiện không được, bây giờ điều kiện rốt cuộc được rồi, làm sao có thể không đàng hoàng lựa chọn. Cho nên lão thái thái bắt đầu phát động toàn bộ nhân mạch hệ thống, nghĩ tự chọn cái tốt hơn cô nương, sau đó buộc nhi tử đi gặp. Bác gái biên có bản thân cái nhìn nàng cho là biên kiến công trong xưởng nhất định là nam nhiều nữ thiếu đụng phải cái bộ dáng không sai chưa lập gia đình cô nương quan côn cửa ùa lên liền người bình thường cũng cho phủng thành tiên nữ nhưng vô luận là người hay là hàng chỉ sợ đặt chung một chỗ so chỉ cần là thấy chân chính cô nương tốt đâu đoán chừng nhi tử là có thể hồi tâm chuyển ý hiểu làm mẹ tâm đừng nói bác gái biên hoặc giả thật sự là tầng thứ không giống nhau muốn cái gì tới cái đó đi đường phố mở một lần biết cách hai đầu ngõ hẻm mập chủ nhiệm không ngờ chủ động tìm được nàng cấp cho biên kiến công giới thiệu đối tượng lão biên a à, cho ngươi tiểu nhi tử giới thiệu cái đối tượng có phải hay không ta đã nói với ngươi cô nương kia điều kiện nhưng thật không tệ ta cái đầu tiên liền nghĩ đến nhà các ngươi bác gái biên nghe những lời này vừa vui vừa tức nhưng lại kỳ quái thế nào còn có thể hỏi ra cái có muốn tới hay không chẳng lẽ đây là mua vật gì không nhưng không có tha cho nàng hỏi, mập chủ nhiệm sau đó một câu liền đem nàng sự chú ý toàn dẫn đi. Con trai ngươi kiếm bao nhiêu tiền? 64 khối 8A. Ai da, phải không thiếu? Nhưng người ta khuê nữ kiếm được nhiều hơn, tiểu cửu 10 đồng tiền đâu? Dệt xưởng lớn xưởng làm cán bộ, thế nào? Thế nào? Cái này cũng đuổi gần kịp biên kiến công gấp rưỡi, bác gái biên nghe mấy chữ này lúc ấy liền vui vẻ. Nha, Người tuổi trẻ kiếm nhiều như vậy, nhưng thật không tệ a, à, hay là cán bộ. Kia. Như vậy khuê nữ bao lớn nha. 25. Chúng ta kiến công nhưng mới 23 a. À. Quả nhiên, bác gái biên lo lắng phải là có đạo lý. Dựa theo lẽ thường, một tuổi không lớn lắm người tuổi trẻ. Công tác chính thức trên cương vị, không thể nào thu nhập vượt qua thường nhân lớn như vậy một đoạn tử đi. Nhưng không chịu nổi mập chủ nhiệm sẽ nói a. À nha lớn 2 tuổi còn gọi lớn a hơn nữa các ngươi lão nhi tử sinh nhật lớn kỳ thực cũng liền một năm rưỡi chuyện huống chi muốn không phải người ta cô nương một mực vội sự nghiệp cũng vội quên công việc mình nào có chuyện tốt như vậy a à? ta cũng không dối gạt ngươi lần này là cô nương mẹ nóng mắt buộc nữ nhi ngày mồng một tháng năm trước nhất định phải đem vấn đề cá nhân giải quyết nếu không liền cái này bằng cô nương này mới vừa nắm bắt tới tay một bộ hai căn phòng chìa khóa, từ từ tìm, cái dạng gì tìm không ra a à. Ta còn cùng ngươi nói, người ta vóc đầu cũng không thấp. Một thước 67, người trắng trẻo lắm. Làm việc nhà liền không có không cầm lên được. Duy nhất có thể kén chọn điểm địa phương, cũng chính là không thích trang điểm, dung mạo bên trên chất phát một chút. Bác gái biên cái gì cũng không hỏi. Kiếm nhiều như vậy, có bộ hai căn phòng, còn hỏi cái gì? Dung mạo chất phát, vậy thật là tốt a, à, bạch là được, trắng nhợt che trăm xấu xí. Điểm này nàng đặc biệt hiểu, dù sao cũng là làm cán bộ nha, ăn mặc hoa hòe hoa sói lộ ra khinh phù. Nơi đó giống như ngày hôm qua, một quế anh, một nhìn hài tử, mình tự như đứa bé, vĩnh viễn không yên ổn. Nếu lại cho nàng chen vào đóng nhi lông công. Không chừng thật đúng là có thể lên đại ca diễn đi. Bác gái biên mừng rỡ như điên tạ mập chủ nhiệm, tùy nàng đáp cầu dắt mối đi. Ngày này trở về, bác gái biên trong ốc lão là nghĩ đến cái này sưởng mây cô nương. Phát ra từ nội tâm cảm thấy nữ nhân làm dệt công tác quá thích hợp, quá tốt đẹp. Nàng không dứt cùng bạn già nói thầm, nói nàng đã từng xem qua cái gì một bộ dệt nhà máy phim phóng sự. Ở trong đó cô nương, tất cả đều có một thân trắng như tuyết đồng phục làm việc cùng linh xảo ngón tay, hai con mắt to tập trung tinh thần mà nhìn chầm chầm vào từng đạo ngân tuyến. Nghĩ đến, quản những cô nương này người. Tự nhiên càng thêm xuất sắc. Mập chủ nhiệm an bài phải còn rất lãng mạn, để cho hai người người tuổi trẻ trong núi công viên một lương đình hành lang dài trong gặp mặt. Nhưng phiền toái thì phiền toái ở thời gian gấp một chút, thời gian chính là hai ngày sau chủ nhật buổi sáng. Phải biết, bác gái biên cùng biên kiến công nhưng đang đánh rùng mình đâu mặt nàng trong điện thoại nói thế nào khuyên như thế nào tiểu tử kia cũng không chịu đáp ứng đi gặp xưởng may cô nương lần này bác gái biên không có cách nào cảm thấy nhi tử thực tại quá không hiểu chuyện cuối cùng chỉ có thế tự mình miễn cưỡng đi trước đại biểu một cái ở ước định cẩn thận địa điểm bác gái biên vừa đến liền thấy mập chủ nhiệm nàng đem tình huống nói một cái khó tránh khỏi bị một trận oán trách chính chủ nhân vắng mặt để cho mập chủ nhiệm có cổ không nói ra lý do tức giận, cảm thấy biên gia đầu này quá không cầm con gái người ta coi ra gì. Mập chủ nhiệm còn nói, mình đã ở nơi này trong định giới thiệu qua 10 lần thứ đối tượng, có 9 lần đều được. Không thành một lần kia cũng thiếu chút nữa thành. Lần đó chủ yếu là hai bên cha mẹ không biết đánh như thế nào đứng lên, nhà trai cha nói đàn gái cha từng cho hắn viết qua báo chữ to. Tóm lại, kia không liên quan mập chủ nhiệm chuyện vậy mà mập chủ nhiệm bản thân cũng là rất quan tâm giới thiệu hôn sự tỷ lệ thành công kia đại biểu năng lực của nàng cùng danh dự nhưng lần này sợ rằng bởi vì biên gia nói không giữ lời lại được tạo thành một lần tỷ lệ thất bại vì thế bác gái biên là lại cảm động lại xấu hổ nhất là khi nàng tận mắt nhìn thấy không ít ăn mặc rực rỡ diêm dúa cô nương triều đình phương hướng đi có mấy cái còn đi vào trong đình tới nhìn những thứ này cô nương xinh đẹp nhìn công viên hoa hồng lá xanh cảnh sắc nàng liền không miễn đi nghỉ. Ai da! Lần này đúng là có thiếu suy tính. Nàng cũng không có cùng nhi tử thương lượng xong, làm sao có thể bản thân chạy nơi này thay thế đâu. Nàng có thể xứng đáng với cái đó nghiêm túc trang điểm, đầy lòng mong đợi tới phó ước cô nương sao. Đừng nói cô nương ngại, chính là lần này lừa gạt tới, người ta bày tỏ không ngại. Kia sau đâu, nàng liền có thể bảo đảm lần sau nhi tử sẽ đến không. Cứ như vậy, bác gái biên hoàn toàn bị của trách nghẹn lời không nói, liền một câu biện giải cho mình vậy cũng không nói ra. Liền lúc này, đột nhiên, mập chủ nhiệm con ngươi chính là sáng lên, hơn nữa còn vẫy tay yêu uống. Ai da, lệ hoa, ở chỗ này. Chúng ta ở đây này. Bác gái biên không thể không hoảng lên, vội vàng nhìn lại, nhưng kỳ quặc nóng nảy. Một cô nương ảnh nhi cũng không có, nàng hoàn toàn không nhìn thấy đâu. Đang buồn bực lúc, Mập chủ nhiệm cho nàng một chỉ, ngươi nhìn, người ta đều tới, cô nương này chính là triệu lệ hoa. Phải một hồi a, à, ngươi thế nào giao phó là sự tình của ngươi, ta cũng mặc kệ. Bác gái biên lập tức thất kinh, bởi vì mập chủ nhiệm nếu như không chỉ lần này vậy, nàng tuyệt đối nhận định mập chủ nhiệm chỉ vị này là cái nam đồng chí đâu. Cư thật a, à, một thân màu xanh da trời cán bộ phục bản bản chính chính, tóc ngắn ngủn cắt tỉa phải một tia không loạn còn mang theo một bộ cứng nhắc sắc gọng kính, chút nào không nửa điểm con gái đặc thù. Đúng, bạch ngược lại thật trắng, nhưng lại cứ sinh một trương bẹp mặt, vóc người còn mập, nhìn ít nhất 134. Vậy đơn giản giống như một đi lại bánh bao, hoặc là một trận trương bột lên men nhi phơi bậy bánh A hơn nửa đến gần một nhìn, trên môi đen nhung nhung. Bộ lông nặng phải vậy mà giống như là dài râu. Giống như một người như vậy, không ngờ gọi triệu lệ hoa, đơn giản không có đạo lý có thể giảng. Để cho người cảm thấy sinh hoạt liền là cố ý mở một trò đùa vậy. Bất quá chính là bởi vì như vậy, trong nháy mắt, bác gái biên đối mập chủ nhiệm đã không có cái gì thiếu sót cảm. Ngược lại đảo là một loại may mắn tình. Nàng may mắn chính là may hôm nay không có để cho biên kiến công tới A, à, nếu không, tiểu tử này, kia không phải nổ nhúng nhi không thể. Không nói chính xác liền bởi vì việc này, không nhận nàng cái này mẹ nữa nha.